Không lẽ có mà đại thiếu gia ở đây sẽ không về nhà? Thiệt là là thiệt. Bà nhìn miếng ngọc bội trên cổ kìa, là lão phu đích thân đeo cho cậu mà, không có lộn đâu. Thiếu gia ấy, thiếu gia thiếu gia. Ủa, ông là ai? Tôi là Phú Quý. Chúng ta tuy rằng mấy chục năm không gặp, nhưng thiếu gia tôi nhìn ra được mà. Nè nè, có phải ông nhìn lầm người rồi hay không? Sao có thể nhận lầm? Cậu không phải là Niên Canh Nghiêu, là thiếu gia của Niên gia sao? Năm cậu 10 tuổi, lão già đã phái cậu đi canh giữ Hoàng Lăng, sau đó viết thư nói muốn tới Tân Cường để đánh trận. Ê, con ngọc bội này chính là ngọc bội gia truyền đời đời của Niên gia. Tôi không có nhận lầm người. Nè, tôi... Nè, huynh không thể phủ nhận, nếu không họ sẽ cho rằng huynh là hung thủ giết người. À, vậy phải làm sao? Không phải ông nói thiếu gia nhà ông 10 tuổi đã đi xa, 10 tuổi với 20 tuổi khác nhau rất xa, chi bằng chúng ta cứ làm bộ, có cơ hội rồi mới tính. Ờ, tôi đã đi nghe ngóng rồi. Lão gia của nhà này tên là Niên Hà Linh, ổng là một vị tướng quân. Niên Canh Nghiêu là con trai lớn của ổng, 10 tuổi đã đưa đi canh gác Hoàng Lăng. Người quen biết ổng chết cũng đã chết rồi. Ông Phú Quý kia khẳng định huynh là Niên Canh Nghiêu, vậy chúng ta nên ở lại đây, sẽ không ai nói gì đâu. Ý của cô muốn tôi giả danh Niên Canh Nghiêu? Huynh nghĩ coi, chúng ta tốn bao công sức vào phủ Ung Dương làm thị vệ còn khó như vậy, giờ lại có cơ hội làm tướng quân, không phải là phước ba đời à? Nếu lỡ bị phát giác thì làm sao? Huynh yên tâm, binh tới tướng trận, nước tới đất che, chỉ cần trong tay nắm quyền, không ai dám nói là không. Tứ A Ca, trò chơi của chúng ta bắt đầu rồi. Tôi tin rằng không bao lâu nữa tôi sẽ lại có cơ hội xuất hiện trước mặt của huynh. Xin hỏi người là Tứ A Ca? Sao người biết thân phận của ta? Chủ nhân của tôi muốn đưa cái này cho người. Hả? Đây là những lời lúc nãy các vị đại thần nói chuyện mà. Phải, chủ nhân nhà tôi nói rồi, mỗi ngày sẽ gửi một bản tới phủ của người. Vị huynh đệ này, xin hỏi chủ nhân của người là ai? Tướng quân mới nhậm chức, Niên Canh Nghiêu. Niên Canh Nghiêu? Cái tên Niên Canh Nghiêu này rốt cuộc là người như thế nào? Ta không biết. Thái y xong đã nửa tháng rồi vẫn không thấy phản ứng, nếu ta không xin được thì trong cung này đều sẽ biết đó. Thần cũng không biết tại sao, thai nhi bình thường chỉ cần xong một vài lần nhất định sẽ ra sớm, nhưng mà lần này còn cách nào khác không? Có thì có, nhưng rất nguy hiểm. Chỉ cần không cẩn thận thì cả mẹ và thai nhi đều gặp nguy hiểm. Là cách nào? Đây là thuốc thúc sinh mà thần chuẩn bị sẵn. Sau khi uống vào, 3 canh giờ sau nhất định sẽ sinh. Nhưng mà lúc sinh ra sẽ rất đau đớn, hơn nữa còn có tác dụng phụ. Trước sau cũng phải chết, chỉ bằng thử một lần. Nương nương. Bổn cung tin tưởng ông, chuyện còn lại giao cho ông. Dạ. Nô tài tham kiến Hi Tần nương nương. Hoàng thượng đi rồi phải không? Đi rồi. Đi rồi thì tốt, vậy tốt hơn. Nương nương, nô tài thì không hiểu, người ngày đêm mong chờ hoàng thượng tới, đứa nhỏ này khó khăn lắm mới sinh được, hoàng thượng đã tới, sao lại để cho hoàng thượng đi? Bổn cung cũng không muốn, nhưng không còn cách nào khác. Ngươi coi nè. Hey,
là cái điều gì hả? Không phải rồi, đâu có biết. Hôm nay nhật thực, thật ra thì điềm lệnh hay là điềm dữ đi? Hồi bấm hoàng thượng, thần cho rằng đây chính là điềm lệnh. Nói cho trẫm nghe. Thần cho rằng điềm báo này đại thanh sắp có đại phúc. Hoàng thượng nghĩ coi, đầu năm thì lũ lụt, hạn hán không ngừng, cũng giống như sắc đèn xám ở trên bầu trời. Tới bây giờ mọi chuyện đều đã bình yên ngừng lặng, cũng giống như quang minh xuất hiện. Thần tin rằng dưới sự thống trị của hoàng thượng, đại thanh chúng ta sẽ có một ngày phát triển thịnh vượng, mỗi một năm tốt hơn một năm. Hỡi bẩm hoàng thượng, thần cho rằng đây là điềm đại cát. Tối trước sáng sau chính là điềm báo đại thanh vẫn còn có phúc. Ai cười vậy? Khẽ bẩm hoàng thượng, thần là Niên Canh Nghiêu, tướng quân mới nhậm chức. Tại sao phải cười? Thần cho rằng nhật thực chỉ là hiện tượng tự nhiên, không có liên quan gì tới vận mệnh của đại thanh. Người to gan thiệt. Niên Kinh Nghiêu dám mang nói sằng bậy trước mặt hoàng thượng, sau này chúng ta phải cẩn thận đó. Tôi thấy là đã gặp đại quả. Khẽ bấm hoàng thượng, trước kia thần có hỏi một nhà thiên văn học, ông ấy nói hiện tượng này vài chục năm sẽ có một lần, không có liên quan gì tới vận mệnh của đất nước. Hoàng thượng, ngài là minh quân, minh quân thường thích nghe lời nói thật lòng, cho nên thần mới dám bạo gan phản bác lại những lời định hót của những kẻ tiểu nhân phiếm luận. Được, trẫm thích nhất là những người nói thật lòng. Ban rượu. Tạ ơn hoàng thượng. Cứu cứu. Cứu cứu thấy Niên Kinh Nghiêu như thế nào? Chỉ là một tên tướng quân thế tập không quyền thế, chẳng qua cũng chỉ là kẻ dung tục đi hù người khác mà thôi. Hả? Ta không nghĩ như vậy. Kẻ này từng tới Ung Dương phủ ứng tuyển làm thị vệ, hắn còn âm thầm giúp ta thu thập những lời các quan ở trong triều đình bàn luận. Chí hướng của hắn thì không nhỏ. Niên tướng quân xin dừng bước. Niên tướng quân xin dừng bước. Tứ A Ca, quốc cửu gia. Chúng ta từng gặp nhau. Tôi cố ý muốn làm thị vệ trong phủ tứ ca, nhưng mà tiếc là tứ gia không có chịu dung nạp. Ta thiệt hiếu kỳ, một vị tướng quân thế tập, tại sao tới phủ của ta để làm thị vệ? Chim khôn lựa canh mà đậu. Một con chim muốn tìm một cái cây tốt để nương tựa, ít nhất cũng phải biết cái cây đó có đáng để nương tựa hay không. Xem ra ta đã khiến cho ngươi thất vọng. Không phải, hoàn toàn ngược lại. Tứ ca đối với một hộ vệ cũng có sự yêu cầu cao như vậy. Cho dù không phải là một cái cây lớn thì cũng là nơi có thể che mưa che gió. Đúng là tri âm. Hay là cùng nhau uống ly rượu thế nào? Ung Dương phủ tôi sẽ không tới. Nếu tứ ca có thành ý, giờ sửa ngày mai tôi ở nhà đợi ngày. Nô tài to gan, đừng có rượu mời không uống. Tứ A Ca có ý mời ngươi ly rượu đã là cho ngươi thể diện lớn lắm rồi. Tới nhà của ngươi vậy mà cũng nói sao được à? Nhớ năm kia Lưu Bị muốn mời Gia Cát Lượng xuống núi còn phải lên núi 3 lần, tới nhà của tôi thì có gì không thể. Tứ A Ca, tốt nhất hãy tới một mình thôi. Tiện xá đúng là nhỏ bé, cho nên không có thể chứa nổi những kẻ nhàn rỗi đâu. Phi. Dựa vào người mà dám so với Gia Cát Lượng à? Có phải Gia Cát Lượng hay không, người ngoài nói sao cũng được, tứ ca nói gì mới là quan trọng. Được rồi, thời gian không còn sớm, tại hạ xin phép cáo lui. Ngươi đúng là một tên ngông cuồng không biết liêm sỉ. Loại người như vậy ta thấy không nên qua lại với hắn thì tốt hơn. Không, cứu cứu, ta thấy hắn rất là thú vị. Ta đã làm theo ý cô, những gì cần ta đã nói. Tứ ca có tới hay không, ta không dám bảo đảm. Ông nhất định sẽ tới.
Cô khẳng định chắc chắn? Cứ chờ mà coi. Nè, chuyện này là sao? Mấy ngày huynh không có đây, cái gì mà đốt nhà hạ độc du hoàng có thể diễn thì cổ đi diễn ra hết. Đồng tố ngôn ta là người thế nào, dài ba trò giặc giảnh đó mà dám đấu với ta? Đáng lẽ thì ngài già vô dị đùa một chút với cổ cũng được, nhưng bây giờ ta có chuyện phải làm. Ta thấy cổ phiền phức quá nên mới nhốt lại thôi. Cô đó. Ây da, chị nương à, sao bà lại khổ vậy? Đại thiếu gia trở về cái giấc nhà này là hỷ sự hiếm có. Phụ nữ cả đời cần dựa vào đàn ông. Phu tử tòng tử, bà có hiểu không? Bà đối đầu với cổ à, không có tốt đâu. Không phải ta đối đầu với nó, mà là nó hại ta. Là bởi vì bà có lòng dạ đen tối. Đại thiếu gia nhà chúng tôi là người có mạng số tốt, vừa ra đời trên lưng đã có 7 nốt ruồi đỏ, giống như sao bắt đầu. Ta nghe người xưa nói, người giống như vậy luôn được trời Phật phù hộ, làm bất cứ chuyện gì cũng là hung quá kiệt. Vậy là coi như ta không còn hy vọng gì nữa. Sao mà không có chứ, bà là dì nương của cậu, chỉ cần bà đối xử tốt, ta tin rằng cậu sẽ hiếu thuận với bà. Ông nói rất đúng, cuộc đời người phụ nữ nên dựa vào người đàn ông. Nếu không tìm được ai thì thôi, còn nếu như tìm được, cuộc sống sẽ qua êm đẹp. Nè, sao không gõ cửa mà lại xông vào như vậy? Mẹ con với nhau đâu cần phải làm vậy. Ai là mẹ con với cô? Nếu cậu không chấp nhận quan hệ mẹ con thì càng tốt. Tuổi của ta bây giờ, một người đẹp như ta sao có thể làm mẹ của cậu được? Rốt cuộc cô muốn làm gì đây? Tôi muốn cậu trở thành người cho tôi nương tựa suốt đời. Chỉ cần cô không có gây chuyện rắc rối thì ta nhất định nuôi cô hết cuộc đời này. Nuôi ta? Cậu cho là chỉ cần cho ta đồ ăn thức uống là có thể thành chỗ dựa cho ta suốt đời? Ta nói cho mà biết, thứ ta cần là sự ấm áp. Ấm áp cái gì chứ? Ấm áp là như vậy. Cô buông ra. Ta không. Ta cứ buông ra. Ta không buông. Nếu không ta sẽ ra tay. Ta chỉ muốn tìm cho mình con đường sống. Tướng quân à, hãy nhìn ta đi, hãy nhìn ta cho kỹ. Ta đâu có xấu xí gì, cậu đành lòng từ chối sao? Tránh ra đi. Ấy, ta đâu có thấy nốt ruồi nào đâu. Không lẽ cô quá đáng rồi. Có chuyện gì? Hồi thiếu gia, tứ a ca tới rồi. Mau ra nghênh đón. Dạ. Tứ a ca ơi, tứ a ca, chắc chắn là huynh không thể nghĩ rằng hai chúng ta còn có thể gặp nhau chứ. Mau khóa cửa lại cho ta. Nhớ, các người làm gì? Mở cửa ra. Đừng phí công tốn sức. Ta biết cô giỏi võ công nên đã cố ý mua loại khóa sắt này, vô cùng chắc chắn, cô không thể nào phá được đâu. Hơn nữa, trong ngoài nơi này đều có gia đình canh giữ, cho dù là con ruồi cũng không bay ra được. Sao cô nhốt ta? Lại còn dám nói, hai người các ngươi không biết lai lịch như thế nào, dám tới đây mạo danh niên đại thiếu gia, lại còn dám sống với niên gia như vậy. Các ngươi cứ chờ, ta sẽ cho các ngươi ngồi tù rụt xương. Nhưng
Niên tướng quân có suy nghĩ thế nào về cục diện hôm nay? Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, hiện nay không thể lớn mạnh như thời Khang Hy. Không biết Tứ A Ca sẽ chỉnh đốn như thế nào? Lúc cần cứng thì phải cứng, lúc cần mềm thì phải mềm. Tóm lại một từ, cần phải nhanh, không thể có chút sai lầm, để kẻ địch không có thời gian nghỉ ngơi. Hơn nữa còn cần bắt được cả gốc rễ, lúc cần thiết phải diệt cỏ tận gốc. Anh hùng sẽ kiến lược đồng. Coi bộ Niên tướng quân đã chấp nhận cho Lưu Bị tới nhà tranh 3 lần. Tôi nguyện làm thân hạng mã giúp sức cho Tứ A Ca. Nè Niên tướng quân. Cản. Cản. Tham kiến Tứ A Ca. Tứ A Ca, ta đang tiếp khách, các ngươi vào đây làm gì? Tôi muốn bẩm báo với Tứ A Ca bộ mặt thật sự của người đàn ông này. Bộ mặt thật? Ngươi là ai? Tiện thiếp là Thanh Thanh, tiểu thiếp của Niên Hà Linh, là dì nương của Niên Canh Nghiêu. Người này vốn không phải là Niên Canh Nghiêu. Vậy ngươi có bằng chứng gì? Từ khi Niên Canh Nghiêu còn nhỏ, ông phú quý đã hầu hạ cậu ta, biết trên người cậu ta có 7 nốt ruồi đỏ, nhưng người này không có nốt ruồi nào hết. Nếu Tứ A Ca không tin, có thể kêu hắn bỏ y phục để kiểm chứng. Thế nào, không dám cởi? Người đâu, hãy giúp một tay. Dạ. Khoan, đúng là những lời vô căn cứ. Dựa vào lời của một tên gia đình già mà có thể phủ nhận chức quan phong thưởng của triều đình, ngươi cho rằng hoàng thượng hồ đồ hay là triều đình hồ đồ? Dạ không Tứ A Ca, tôi không hề có ý này. Còn nữa, nếu như ngươi là di nương của Niên Kinh Nghiêu, sao có thể nhìn người ta không mặc đồ trên người? Trừ phi người bạn tính dâm đảng, có ý đồ với hắn, hoặc là người muốn vu oan cho tướng quân, muốn độc chiếm gia sản. Tôi không phải. Mặc kệ ngươi là người thế nào, tội nghiệp ngươi rất nặng, đáng bị xuống địa ngục. Niên tướng quân, ta giúp ngươi thanh lý môn hộ, ngươi không trách ta chứ? Không đâu. Xem ra ngươi còn chuyện gia đình để giải quyết. Ta về trước, chúng ta thanh sơn bất cải, lục thủy trường lưu, lần sau uống tiếp. Mời. Không biết lúc nãy nguy hiểm thế nào đâu, tôi nghĩ mình đã chết chắc. Thật không ngờ Tứ A Ca. Chuyện này quý vị lỡ, người mà ảnh cần chính là người có binh quyền và phải biết nghe lời. Còn huynh có phải là Niên Canh Nghiêu hay không vốn không có quan trọng. Thật ra giả lại càng hay, như vậy thì người ta mới nắm được điểm yếu của huynh. Được rồi, coi bộ Tứ A Ca này lòng dạ rất hiểm, tương lai qua lại với Tứ A Ca chắc không dễ dàng gì. Cho nên chúng ta cần phải làm vài chuyện khiến cho anh thấy không thể thiếu huynh. Sao vậy? Như vậy thì mới có thể giúp cho mẹ của huynh báo thù được chứ.
Nè, các cô có nghe nói gần đây trong cung xuất hiện chuyện lạ đó? Chuyện lạ gì? Nghe nói trong cung xuất hiện yêu quái chuyện cắt tóc. Nghe nói là mấy cung nữ đó đang trực đêm đột nhiên bị đánh ngất xỉu, lúc tỉnh lại thì đã không còn tóc nữa. Cái gì? Thiệt hả? Dễ sợ quá. Có cần mời pháp sư tới đây làm phép không hả? Chuyện gì mà náo nhiệt vậy? Muội có nghe nói gần đây ở trong cung đã xuất hiện yêu quái cắt tóc cung nữ hay không? Vậy sao? Ta không nghe nói. Có thể chỉ là lời đồn phóng đại sự thật. Dù không tin thì cũng phải cảnh giác chứ. Cung nữ trong cung của ta có nhiều người bị rồi đó. Ê, kiểu tóc hôm nay của muội coi rất là đẹp đó. Đúng, không những mặt mày sáng sủa mà còn trẻ hơn rất là nhiều đó. Phải rồi. Chắc là sau khi muội sinh xong đã tẩm bổ rất nhiều. Muội muội đúng là quá kiêm tốn. Nhưng mà chuyện về yêu quái chuyên cắt tóc này, muội thà tin còn hơn là không tin. Nếu không có ngày bị trọc đầu thì thảm thương lắm. Cảm ơn các vị thi tỷ nhắc nhở, bổn cung sẽ chú ý. Ấy, các người nói đi, phụ nữ mà không có tóc làm sao mà đeo được cái trâm cài đầu? Không có tóc làm sao mà búi lên được? Chỉ bằng cứ thả tóc cho nó xong. Đức phi nương nương giá đạo. Tham kiến đức phi nương nương. Đứng dậy. Đa tạ nương nương. Bổn cung phải lo chút chuyện cho nên tới trễ, để các vị mùi mùi đợi lâu. Đức phi tỷ tỷ giữ ấn thay thế hoàng hậu, là người đứng đầu lục cung, chúng tôi thấp cổ bé họng, chờ chút cũng đâu có sao. Mấy ngày nay trong cung có lời đồn về yêu quái chuyện cắt tóc gì đó khiến lòng người hoang mang. Bổn cung nghĩ trên đời không có yêu quái, nhất định là do cung nữ tham phú tiền tài cắt tóc rồi đem ra ngoài bán. Bổn cung đã cho người điều tra, chắc chắn vài ngày sau sẽ có kết quả. Phiền các vị muội muội lo tốt người của mình, đừng để tin đồn truyền đi khắp nơi nữa. Không phải đâu tỷ tỷ, là thật đó. Tỷ nghĩ coi, nếu là một cung nữ cắt tóc rồi mang ra ngoài bán thì thôi đi. Nhưng mà nếu như có nhiều cung nữ cắt tóc như vậy, không phải là rất lạ hay sao? Biết đâu chừng họ cùng nhau làm. Không phải đâu, không phải là người cùng một cung mà. Đức phi tỷ tỷ nói rất đúng, trên đời này không có ma quỷ. Chúng ta phải quản lý tốt cung nữ của mình, đừng tin vào những lời đồn đại. Nhưng mà... Được rồi, đừng nói nữa, cứ làm như vậy đi. Sau này nếu để bổn cung nghe thấy những lời đồn đó, bổn cung sẽ nghiêm trị. Dạ. Còn chuyện gì khác không? Nếu không thì về hết đi. Thần thiếp cáo lui. Nương nương, bà cũng nghi ngờ bên trong chuyện này có người giở trò mà. Tại sao con nói là do cung nữ tự cắt tóc của mình? Nếu bổn cung thật sự điều tra, kẻ gây án chắc chắn không dám lộ diện nữa. Nếu đã như vậy, chi bằng để chuyện này lắng xuống, đợi kẻ gây án lơ là cảnh giác. Chúng ta sẽ bắt cá trong rọ. Hoàng thượng giao phụng ấn cho bổn cung, ta không để cho hoàng thượng phải thất vọng. Ngày nào lương phi nương nương cũng tới chỗ đốt lửa đến tính giờ, rốt cuộc tới lúc nào mới có thể vượt thời gian vậy? Hung thủ to gan, mau bắt lại! Dạ, đuổi lại! Dạ. Lương phi nương nương, rốt cuộc bà ấy đang làm cái gì? Sao lại kỳ quái tới như vậy? Thưa phía cô nương, bây giờ chúng ta phải làm gì? Các ngựa ở đây canh chừng, ta tới chỉnh hòa cung. Dạ. Nhi chưa định?
Ngươi khẳng định là đã thấy Lương Phi? Đúng là như vậy. Đã trễ quá. Một mình bà mang theo cuộn dây đỏ tới chỗ đốt lửa để làm gì? Không lẽ bà là yêu quái chuyên cắt tóc à? Nô tỳ thấy không giống. Lúc chúng tôi giao tranh với tên hung thủ đó, coi bộ dạng đó là đàn ông. Từ lúc Lương Phi được đắc sủng lại, đã lâu rồi hoàng thượng không tới chỗ của ta. Nương nương, hay là chúng ta phóng lao theo lao đi. Dinh nhục của bổn cung chỉ là chuyện nhỏ, nhưng an nguy của Đại Thanh là chuyện lớn. Bây giờ hoàng thượng chỉ sủng ái một mình Lương Phi, lỡ bả đúng là yêu quái, và lỡ như làm hại tới Long Thủy, hay là lỡ hoàng thượng bị bỏ bùa lập con trai của Lương Phi làm thái tử, vậy Đại Thanh không phải gặp nguy lớn sao? Không được, bổn cung nhất định không để chuyện này xảy ra. Chúng ta hãy mau bẩm báo cho hoàng thượng. Sao vậy nương nương? Không được, chúng ta không thể đường đột đi làm phiền hoàng thượng. Nếu như hoàng thượng không tin, nói chúng ta hãm hại Lương Phi thì càng nguy hơn. Vậy ý của nương nương là? Nếu chúng ta đi bẩm báo, chi bằng để hoàng thượng tận mắt chứng kiến. Tới lúc đó cho dù 10 cái miệng, bà cũng không giải thích được. Nương nương đúng là cao minh. Cao minh gì? Đối với một người phụ nữ mà nói, điều muốn có không phải là cao minh, mà là chỗ dựa. Muốn có chỗ nương tựa thì mới cần sự cao minh để che chở bản thân. Điều mà cả đời bổn cung muốn có không phải là hai chữ cao minh. Chuyện tới nước này rồi cũng là do bất đắc dĩ mà thôi. Mình đi. Dạ. Ai Phi, không phải muốn nói cùng trẫm đi ngắm trăng sao? Tại sao tới chỗ đốt lửa này? Hoàng thượng, thần thiếp đáng chết, thần thiếp có tội. Tại sao lại nói như vậy? Khai bẩm hoàng thượng, gần đây hậu cung có lời đồn đại yêu quái chuyên cắt tóc, không biết hoàng thượng có nghe nói không? Nàng đã nói với trẫm là do từ cung nữ muốn cắt nhà mang đi bán mà. Chỉ là cách nói làm hung thủ mất cảnh giác. Thật ra thần thiếp đã ra lệnh cho Phỉ Thúy và Cấm Vệ quân bài binh bố trận khắp hậu cung. Chỉ cần hung thủ xuất hiện thì sẽ lập tức bắt hắn về quy án. Nghe nàng nói như vậy, có nghĩa đã tìm thấy hung thủ? Tìm thì đã tìm thấy, nhưng thần thiếp không dám manh động. Tại sao? Vì hay là hoàng thượng tới chỗ đốt lửa tự mình kiểm chứng thì sẽ rõ. Lương Phi. Hoàng thượng. Sao lại là nàng? Tham kiến hoàng thượng. Nửa đêm kinh bà, hành động cổ quái. Nàng đừng có nói với trẫm, nàng chính là yêu quái cắt tóc. Thần thiếp không phải. Vậy thì nàng đang làm gì? Thần thiếp không thể nói. Trẫm là vua của một nước, lại là phu quân của nàng, có chuyện gì mà không thể nói cho trẫm nghe? Xin lỗi hoàng thượng, thật sự thần thiếp không thể nói được. Nàng không thể nói. Bây giờ mọi người đều khẳng định nàng là yêu quái, trẫm không có cách nào cứu được. Được về. Có thần thiếp. Nàng nắm giữ ấn của hoàng hậu, giao cho nàng xử lý. Thần thiếp tuân chỉ. Khởi gia. Hoàng thượng đã ra ý chỉ, ta cũng không còn cách nào khác.
thì cứ ra tay, ta không trách tỷ. Người đâu, mang cái lồng củi lớn tới, nhốt Lương Phi nương nương vô, đợi hoàng thượng hạ chỉ rồi xử sau. Dạ. Nương nương, những thứ ở đây phải tính như thế nào? Đừng, ta xin các người đừng có làm vậy. Xin lỗi nha muội muội, những thứ này nếu để ở đây sẽ khiến người ta phán đoán. Vì sự yên ổn và trật tự trong cung, bản cung không thể không xử chúng. Xin đừng. Hả? Đứng về, đứng về. Cô tư giới, đừng có kêu nữa. Y quái chân cắt tóc này bị bắt rồi. Cô không có sao? Đã bị bắt? Hả? Là ai? Nói ra cô cũng không có tin. Chính là Lương Phi nương nương ở Thừa Càng Cung. Lương Phi nương nương ngày nào cũng tới chỗ đốt lửa mà, sao có thể đi cắt tóc người khác? Lẽ nào đã bị người ta hãm hại rồi? Cô đúng là may mắn, tóc lại bị nhắm trúng mà vẫn chưa có bị cắt, không giống mấy cung nữ bên kia. Ê, 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 cô đi đâu? Cung. Nhật Nương, số cuộc người có bí mật gì hãy mau nói cho hoàng A-ma nghe. Nếu không như thần không có cách nào cứu người hết. Giận tự, con hãy về đi, đừng lo chuyện của ta. Nhật Nương, con là con trai của người, sao có thể không lo cho người được? Con ngoan, Ngạc Nương có lỗi với con. Ta chưa bao giờ cho con một chút tình thương của người mẹ, lại bắt con phải gánh tội lỗi của Ngạc Nương. Lần này nếu ta có thể thoát nạn, nhất định sẽ bù đắp cho con gấp bội. Nếu không thể thoát được, con hãy coi như không có người mẹ này. Không, Ngạc Nương, con không cần người thấy có lỗi, không cần người bù đắp, con chỉ cần người tự cứu lấy mình thôi. Không được, ta thực sự không thể nói. Ngạc Nương, coi như con cầu xin người. Hả? Ngạc Nương, bác A Ca, bác A Ca. Thiên Xuyên, không sao, hãy mau giúp ta cứu Ngạc Nương. Nếu không cứu bà, ma sẽ giết chết bà. Hãy mau nói giúp giùm ta. Lương Phi nương nương, xin bà đừng có lo. Tối hôm qua, nô tỳ bị tên yêu quái đã bắt giữ, nhưng mà trong lúc giao tranh, nô tỳ có làm tay hắn bị thương, cho nên chỉ cần gặp được hoàng thượng, nói rõ chuyện này ra, có thể chứng minh sự trong sạch cho Lương Phi nương nương. Tình Xuyên, muội nói thật chứ? Ừ. Hay lắm, Ngạc Nương, chờ tụi con đi điều tra, sẽ trở lại ngay. Hãy đợi tụi con nha, hãy đợi tin vui. Phi tần nương nương Cát Tường, các ngươi lui ra, bổn cung muốn nói chuyện với tiểu thuận tử. Dạ. Thế nào, tại người có phải Tình Xuyên làm cho bị thương? Ồ, ta vốn định đánh cô ngất xỉu, không ngờ cô né được, sợ cổ la cho nên mới dùng tay bịt miệng cổ. Không ngờ con nha đầu đó dữ quá, khiến tay ta thành như vậy. Không có sao. Vậy là nguy rồi. Tình Xuyên nói với hoàng thượng là người đó bị thương ở tay. Bây giờ hoàng thượng hạ lệnh cho thái giám và cung nữ tới Càn Khôn Cung để kiểm tra. Ngươi làm gì vậy? Chỉ có như vậy
mới thoát được nạn. Người ngốc quá, làm như vậy sẽ khiến cho họ nghi ngờ là ngươi cố tình che giấu vết thương. Không đâu. Tại sao không? Vì tay của ta do hoàng thượng làm phỏng. Hả? Tình Xuyên, tay của hắn bị thương nè, có phải là hắn không? Đây là vết thương lâu rồi, đã lên da non mà. Có chuyện gì vậy chứ? Không lẽ là hắn mọc cánh bay khỏi chỗ này rồi sao? Huynh đừng nóng vội, vẫn còn có nhiều người chưa kiểm tra tới. Lùi xuống đây. Dạ. Hoàng thượng, trà tới. Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết. Lùi ra. Lùi xuống đây. Dạ. 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 Đi trước. Hoàng Ma, có phải cũng nên kiểm tra hắn không? Trên tay của hắn có vết thương, nhất định là hắn. Bác A Ca, không thể nói như vậy. Nô tài dân trà cho hoàng thượng, bị hoàng thượng làm phỏng. Một tách trà mà cũng bị thương tới vậy sao? Tiểu thường tử công công, tay của người mỏng thiệt đó. Hoàng thượng, nô tài tham kiến hoàng thượng. Thế nào, người điều tra lục cung có kết quả gì hay không? Khải bẩm hoàng thượng, nô tài phát hiện rất nhiều thứ này ở thừa càn cung của Lương Phi nương nương. Lần này thì bằng chứng rõ ràng rồi. Hoàng A Ma, đây không phải là thật, nhất định không phải là sự thật đâu. Sự thật ngay trước mắt còn không tin à? Được, chuyện này tới đây kết thúc. Lùi xuống. Dạ. Hoàng thượng, nô tỳ vẫn còn lời muốn nói. Nói đi. Hoàng thượng, nô tỳ thấy chuyện này có điều quẩn khúc. Lương Phi nương nương chưa chắc đã là hung thủ. Xin hoàng thượng hãy cho nô tỳ thời gian thêm một ngày để nô tỳ tìm ra hung thủ thật sự. Nếu người không kiếm được hung thủ thì sao? Nô tỳ bằng lòng chịu tội cùng với Lương Phi nương nương. Được, trẫm cho người thêm một ngày. Tạ ơn hoàng thượng. Lùi xuống. Tạ hoàng thượng. Coi 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 coi, có tật giật mình mà. Ta không phải là hổ, người sợ cái gì chứ? Cha nuôi, con không biết là cha. Không phải ta thì là ai? Ngoài ta ra, ai giúp cho người tránh cái chuyện tài đình này chứ? Cảm ơn cha. Con cảm kích bất tận. Ê, đứng lên đứng lên. Còn đau không? Hoàng cung lớn như vậy, ta lại chỉ có người là người thân. Không thương người thì thương ai đây? Hãy nghe lời ta khuyên. Hả? Lên núi nhiều ắt gặp hổ. Cho dù người có lanh lợi thông minh tới đâu đi nữa, thì cũng có ngày bị lộ mà thôi. Con hiểu rồi. Tình Xuyên cô nương rất là quan tâm tới chuyện này. Ta cũng không có cách nào hay dạy con. Tặng con một câu này, nhất định phải nhớ kỹ. Vì bất biến, ứng vạn biến. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Người khác nói gì con mặc kệ, coi như không có chuyện này. Dạ. Cũng mong là mọi chuyện sẽ sớm ngày qua mau.
Đi thôi. Ở đây có một ít tóc, nói là đã được tìm thấy ở Thừa Càng Cung, nhưng mà tôi không cho là vậy. Vì trên mái tóc luôn có mùi hương riêng của nó. Nước của bào khác nhau sẽ có mùi hương khác. Tôi hầu hạ Lương Phi Nương Nương lâu quá rồi, biết được Nương Nương không có dùng mùi hương này. Cho nên, để biết kẻ du quan giá họa này là ai, mọi người hãy cùng tôi kiểm chứng nha. Làm gì nữa? Cái này làm sao mà kiểm chứng? Nước cổ bào này khi gội lên tóc, lúc ngửi thì mùi hương sẽ không khác nhau. Nhưng mà khi tôi bỏ tóc ngâm vào trong nước, nước cổ bào sẽ dung hòa với nước. Mọi người đều biết, bất cứ mùi hương nào nếu cho vào nước sẽ dễ dàng nhận ra. Tới lúc đó chỉ cần ngửi, đối chiếu với danh sách trong cung sẽ biết rõ ai bị nghi ngờ nhiều nhất. Có chuyện là vậy sao? Tình Xuyên, mùi thì là thông minh, có cách này chúng ta sẽ sớm tìm ra được hung thủ. Cho nên trong thời gian này, mong bác A-ca hãy cho người canh giữ cẩn mật, để tránh bị hung thủ cướp đi mất. Mùi yên tâm, ta đã nói với của A-ca và thập A-ca giữ cấp viện quân bao vây nơi này. Vậy chúng ta cùng chờ đợi để bắt hung thủ. Vậy để coi thử có bắt được không. Hy vọng là sẽ bắt được. Ở đây có một ít tóc, nói là đã được tìm thấy ở Thừa Càng Cung, nhưng mà tôi không cho là vậy. Vì trên mái tóc luôn có mùi hương riêng của nó. Nước của bào khác nhau sẽ có mùi hương khác. Tôi hầu hạ Lương Phi Nương Nương lâu quá rồi, biết được Nương Nương không có dùng mùi hương này. Cho nên, để biết kẻ du quan giá họa này là ai, mọi người hãy cùng tôi kiểm chứng nha. Làm gì nữa? Cái này làm sao mà kiểm chứng? Nước cổ bào này khi gội lên tóc, lúc ngửi thì mùi hương sẽ không khác nhau. Nhưng mà khi tôi bỏ tóc ngâm vào trong nước, nước cổ bào sẽ dung hòa với nước. Mọi người đều biết, bất cứ mùi hương nào nếu cho vào nước sẽ dễ dàng nhận ra. Tới lúc đó chỉ cần ngửi, đối chiếu với danh sách trong cung sẽ biết rõ ai bị nghi ngờ nhiều nhất. Có chuyện là vậy sao? Tình Xuyên, mùi thì là thông minh, có cách này chúng ta sẽ sớm tìm ra được hung thủ. Cho nên trong thời gian này, mong bác A-ca hãy cho người canh giữ cẩn mật, để tránh bị hung thủ cướp đi mất. Mùi yên tâm, ta đã nói với của A-ca và thập A-ca giữ cấp viện quân bao vây nơi này. Vậy chúng ta cùng chờ đợi để bắt hung thủ. Vậy để coi thử có bắt được không. Hy vọng là sẽ bắt được. Nương nương, định làm gì vậy? Ngươi không nghe nói về chuyện Tình Xuyên mang tóc ngâm vào nước hay sao? Nương nương định đánh gấp cái bình đó. Nếu không thì phải làm gì? Lý Đức Toàn lấy được tóc từ chỗ của ta dâng lên hoàng thượng, nói là tìm được ở chỗ của Lương Phi nương nương. Nếu họ điều tra được là ta thì ta sẽ mất mạng. Nhưng mà cha nuôi nói phải vì bất biến ứng vạn biến. Bất biến thì tiêu đời. Ngươi yên tâm, cách của ta rất ổn. Ta sẽ bỏ thuốc mê vào trong rượu của họ, chờ sau khi bọn họ ngủ say ta sẽ bí mật đổi tóc. Hả? Không được, ta không để nương nương đi. Nếu đi thì còn có chút cơ hội, nếu không thì chỉ còn con đường chết. Nếu như thực sự muốn đi thì hãy bước qua xác chết của ta. Đây là cuộc đời của ta, tại sao người lại cản ta? Tránh ra, người tránh ra.
Chính chưa? Chính chưa? Nương nương, cầu xin người đừng có đi mà nương nương. Buông dở, buông chân ta đó. Các người lùi sao? Dạ. Dạ. Ngạc nương, ngạc nương. Hoàng A Ma định xử trí con thế nào? Hoàng A Ma vẫn chưa có hạ chỉ. Người không nhẫn tâm à? Là Tình Xuyên. Cô đã dùng tánh mạng của mình, xin Hoàng A Ma cho cô thêm một ngày giúp người tìm ra hung thủ. Ta đối xử không tốt với người, sao người phải làm như vậy? Là vì bác A Ca, cũng vì nô tỳ và nương nương là cùng tới từ một nơi. Thì ra là vậy. Nhưng người đã làm sai. Nếu người không tìm ra được chân tướng, hoàng thượng sẽ xử người và ta tội chết. Vậy bác A Ca không chỉ mất đi mẫu thân, còn mất đi cả người mình yêu nhất. Người có từng nghĩ tới chưa? Ngạc nương, không cần lo lắng. Cách của Tình Xuyên chắc chắn là hữu dụng. Ngày mai chúng con nhất định sẽ cứu được người sao? Là cách gì? Lý Đức Toàn đã tìm được rất nhiều sợi tóc ở Thừa Càn Cung. Tình Xuyên nói trên tóc của mỗi người có mùi nước gỗ bào không có giống nhau. Chỉ cần bỏ tóc vào trong nước thì dần dần mùi nước gỗ bào của tóc sẽ lan tỏa ra. Chúng ta sẽ biết kẻ nào đã dư quan cho người. Nước gỗ bào đó khi cho lên tóc sẽ mất mùi. Dù có cho ngâm vào nước cũng không có kết quả gì đâu. Tình Xuyên, hãy nói cho Ngạc Nương nghe, cách của nàng thật sự là hữu dụng. Lương Phi nương nương, bà nói rất đúng. Tóc con ngâm vào nước cũng không có tác dụng gì. Mùi chỉ là muốn coi tên hung thủ đó liệu có tật giật mình hay không thôi. Một khi nóng vội, có để lộ ra điều gì không? Có nghĩa là bắt đầu từ nay chỉ có thể đợi. Đây đúng là một đêm dài. Nhưng mà nô tỳ tin là có những người còn khó ngủ hơn chúng ta. Hãy hát một bài cho ta nghe. Ta không muốn đêm này trôi qua một cách nhầm. Hai vị A Ca Cát Tường. Ê, Lý Công Công, cao đài trọng địa có liên quan tới tính mạng của Lương Phi nương nương. Chuyện này, chuyện tưới cây ở chỗ này từ đời lão tổ tông đã có quy định. Nhưng hai vị yên tâm, nô tài không cho bọn họ tiến gần chỗ đó đâu, chỉ làm bên cạnh thôi. Hả? À, đây. Dạ. Tham kiến hoàng thượng. Đứng dậy hết đi. Đa tạ hoàng thượng. Tình Xuyên, thôi hạ một ngày đã tới. Ngươi mang chiếc bình đó lại đây, coi coi ai là hung thủ. Dạ. Lần này chắc là mất mạng thôi. Hy Tần nương nương hãy yên tâm,
lão nô đã đổ dầu lên mặt đất rồi. Hả? Tình Xuyên à. Tình Xuyên bác A-ca, xin lỗi, mình làm đổ bình mất rồi. Đừng lo, chúng ta hãy nghĩ cách khác coi sao. Tình Xuyên, coi bộ ông trời cũng không muốn giúp cho người thì còn cách gì nữa. Nô tỳ không còn cách nào khác nữa. Người đâu, đem Tình Xuyên tới nhốt chung với Lương Phi nương nương. Hoàng A Ma khai ân, Hoàng A Ma khai ân. Sao vậy, còn không ra tay? Diễn Tương, thì bắt cô ta. Dạ, con. Còn không đi. Con xin lỗi Hoàng A Ma. Diễn Tương, muốn làm phản hả? Là Hy Tần nương nương. Đừng có nhìn ta, các người đừng nhìn ta. Quá ra là người. Hoàng thượng không phải đâu. Hoàng thượng hãy nghe thiếp giải thích, không phải là thiếp cố ý. Người đâu? Hoàng thượng, hoàng thượng hãy cho thiếp được giải thích đi. Vô trong nhân phố chờ ngày chém đầu. Đừng mà hoàng thượng. Hoàng thượng, Tiểu Cát Cát còn nhỏ không thể rời xa Nhạc nương được. Xin hoàng thượng hãy nể tình Tiểu Cát Cát, cho nương nương con đường sống được hay không hả? Hoàng thượng, nhốt vào lãnh cung. Không. Dạ. Hoàng thượng, hoàng thượng hãy nghe thiếp giải thích đã mà. Hoàng thượng à, hoàng thượng hãy cho thiếp giải thích đi mà. Hoàng thượng. Hoàng A-ma, nếu như trực tướng đã sổ, có thể thả Ngạc nương con ra không? Ngạc nương của con tôi không phải là yêu quái cắt tóc, nhưng mà hành động cổ quái không có giải thích được, khiến người khác khó hiểu. Con hãy nói với bà ấy cho ta một lời giải thích hợp lý, rồi hãy trở về Thừa Càn Cung. Nhi thật tu chỉ. Bà gia. Hoàng thượng khởi giá. Cung kính hoàng thượng. Tham kiến bà ca. Mau mở cửa. Dạ. Ngạc nương, chúng ta may mắn không có mất mạng, đã tìm ra được hung thủ. Là ai? Là Hy Tần nương nương. Sau khi cổ sinh con xong, bị rụng hết tóc trên đầu, nên Hy Tần đã cắt tóc của cung nữ làm tóc giả đội lên đầu mình. Thì ra là vậy. Nương nương, hoàng thượng nói nếu như bà có thể giải thích hành động cổ quái trong tối hôm đó thì sẽ để nương nương trở lại cung. Ngạc nương, rốt cuộc có chuyện gì mà người không thể nói? Dân tự, Ngạc nương muốn nói chuyện riêng với Tình Xuyên, có được không? Muội, con là con trai ruột của người, có chuyện gì không thể nghe được chứ? Chuyện riêng của phụ nữ, đàn ông nên tránh đi là hơn. Dạ. Tất cả mọi người hãy mau theo ta. Dạ. Dạ. Là người từ thế kỷ 21 vượt thời gian tới đây à? Vậy ngươi có biết vì sao ta thà chết chứ nhất quyết không chịu nói hết chân tướng ra? Vì lịch sử không thể thay đổi được, bớt một người bí chuyện sẽ bớt đi một phần nguy hiểm. Nếu có xảy ra một chút thay đổi thì hậu quả khó lường. Tôi không hiểu. Cô cứ nghĩ coi, chúng ta đều là con cháu từ đời đời tổ tông. Nếu một đời tổ tông nào đó đột nhiên chết đi thì con cháu đời sau cũng không tồn tại. Đó vẫn chưa có đáng gì. Tất cả những người và sự vật có liên quan cũng đều có sự thay đổi. Tới lúc đó, thời đại của chúng ta có tồn tại hay không cũng là vấn đề.
đừng nói gì tới chúng ta. Nói như vậy, có nghĩa chúng ta rõ ràng biết đó là bí kịch, nhưng mà phải từng bước một đi theo dòng chảy của thực. Đúng. Còn bác Aka, đây chính là lý do mà ta luôn ở lại lãnh cung, không muốn bước ra nhận mẹ con. Tại vì ta từng tận mắt chứng kiến hậu quả của việc thay đổi lịch sử. Rất nhiều năm về trước, ta vẫn còn là một nữ cảnh sát, vì truy đuổi một tên tội phạm giật tù mà đuổi tới một khu rừng. Đừng chạy, đứng lại, nếu không ta bắn đó. Đứng lại ngươi, ta kêu ngươi đứng lại, có nghe chưa? Ngồi yên. Ôi, tao phải chết chung với mày. Đang ở đâu? Đương nhiên là ở Tân Giả Khốt. Ngươi tưởng là Không Ninh Cung à? Là kẻ hậu tam kỳ rồi, không có số làm nương nương đâu. Ngươi hãy dập tắt suy nghĩ đó đi, mà đi làm việc. Ồ. Nè. Một thời gian rất lâu sau, ta mới biết mình đã vượt thời gian tới một khu rừng, được một người hầu tam kỳ họ Vệ cứu. Ổng vì muốn con gái của mình miễn nô dịch, cố ý nói con gái bị bệnh nặng, đưa một người hôn mê như ta tới Tân Giả Khố. Không biết có phải may mắn hay không, ở nơi đây ta gặp được hai người quan trọng nhất trong cuộc đời này. Đi là do một mình ngươi làm sao? À, đúng. Tốt lắm, khá chăm chỉ. Ngươi có thể đi nghỉ ngơi. Đa tạ mama. Tại sao các ngươi đẩy xe xô ta? Chúng tôi đâu có xô. Là cô đẩy xe sau chuyện chúng gì ta chuyện có. Gì mama, cô ta bỗng dừng lấy xe xô té chúng tôi. Tôi không có. Chúng tôi nhìn thấy. Mỗi khi người có mấy cầu người đã bay lên trời rồi, người đâu? Đánh cho ta. Xin đừng, tôi bị quan đó. Đợi một chút. Dân cá cát cát tường. Hồi nãy rõ ràng ta nhìn thấy hai người kia xô cái xe vào vị cô nương này. Nếu muốn phạt thì phạt hai người họ mới đúng. Nô tỳ tuân lệnh. Đi dẫn hai người đó theo ta. Dạ. Xin tha mạng. Mama xin tha mạng giùm. Tỷ tỷ, không sao chứ? Hồi nãy ta thấy võ công của cô rất lợi hại, có thể dạy ta không? Lợi hại quá. Nhẹ nhàng như mây, mạnh mẽ như kình long, thư pháp của Hi Chi dù có tốt tới đâu thì cũng e không thể theo kịp cô nương. Wow. Tham kiến hoàng đế ca ca. Thì ra đây chính là hoàng đế Khang Hy. Vậy tỷ tỷ, gặp hoàng đế ca ca còn không mau hành lễ.
trong quyết định gả muội cho Thạc Thân Dương Mẫn Đại mùng 8 tháng sau tiến hành hôn lễ. Thế nào? Có vui hay không? Ta từng đọc một cuốn tiểu thuyết lịch sử nói phúc tấn của Thạc Thân Dương Mẫn Đại vào ngày thành thân đã thiệt mạng vì căn phòng bị sập. Ta thật sự không thể ngờ người đó lại là dân cá cát mà ta yêu quý. Sao còn chưa tạ ơn? Hay là không bằng lòng? Nếu muội không bằng lòng thì trẫm có thể thu hồi quan lệnh. Tạ ơn hoàng thượng. Lương tỷ tỷ có vui mừng cho em hay không? Không được, mình không thể để cho cổ chết, mình nhất định phải cứu cổ. Cung Xia Jie Kai. Cái gì tỷ tỷ? Đây chính là dân thủy cát mà hoàng thượng ban cho ta trong ngày thành thân. Coi dân cá cát của mình đắc sủng kìa, tới hôn lễ cũng được tổ chức ở trong hoàng cung. Nghe nói hoàng thượng đã cho xây dựng một cung điện ở ngoài thành Nam, qua nửa tháng nữa có thể chuyển ra. Nhắc tới là ta thấy phiền, ta không muốn xa cách tỷ muội. Đây chắc chắn là căn phòng tân hôn của dân muội, mình phải làm sao? Giả bộ đau bụng mà không được. Lỡ như dân muội đỡ mình vào phòng thì chừng đó phải làm sao? À đúng, có mơ. Thôi không có chuyện gì vậy? Mà đã mất cổ kìa. Dạ mất cổ của ta rồi. Tỷ tỷ à, mau đi đi, đừng ở đây, đi mà đi, chạy mau. Ôi à, tao sắp sai rồi. Chuyện gì? 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 Chuyện Nương nương, bà đã tỉnh rồi. Nương nương, chúc mừng bà đã sinh một tiểu a ca. Là thiệt à? Mau ẩm qua cho ta coi. Dư nương đã bé đi bú sữa rồi, chút nữa sẽ trở lại. À đúng, dân cá cát đâu? Dân muội không sao chứ? Dân cá cát? Trong cung đâu có dân cá cát nào. Thì chính là muội muội của hoàng thượng, là dân cá cát chuẩn bị gả cho Mẫn Đại Thân Dương. Mẫn Đại Thân Dương đã thành thân rồi, ông ấy cưới yên cá cát khoa nhĩ thẩm của Mông Cổ mà. Không thể nào, sao lại không có dân cá cát? Chắc chắn là người lầm lẫn rồi. Ta phải đi kiếm cổ. Ê, ta phải đi kiếm dân muội. Buông ta ra. Ta phải đi kiếm dân muội. Buông ta ra. Mày để ta đi. Ta phải kiếm cổ. Nếu ta tự nhiên là ta đã cứu được dân cá cát, cô có thể tiếp tục sống. Không ngờ lịch sử đã thay đổi, trên đời này lại không có người đó nữa. Buông ta ra. Ta phải kiếm dân muội. Buông ra. Thời gian rất lâu sau đó, ta đi khắp nơi hỏi thăm tin tức của dân cá cát, nhưng mà dân muội đã bị tất cả mọi người lãng quên, thậm chí như là chưa bao giờ xuất hiện trên đời này. Lương phi nương nương Cát Tường. Có chuyện gì? Vệ đại nhân phụ thân của bà cầu kiến. Vệ đại nhân? Phụ thân của ta là vệ đại nhân, nói như vậy có nghĩa ta xuất thân từ một gia đình danh giá. Nhưng ta nhờ có dân cá cát mới quen được với hoàng thượng, nhận được sự sủng ái của ngài. Nếu trên đời này không có dân cá cát, thật ra chuyện này là sao? Ta đột nhiên như nắm được một sợi chỉ cứu mạng, chạy hết sức về phía trước, cứ chạy cứ chạy. Ta hy vọng lần này có thể chứng minh được sự tồn tại của dân cá cát. Chỉ có như vậy thì ta mới cảm thấy rằng mình thoải mái hơn một chút. 10 năm sinh tử đời mênh mang, không suy nghĩ mà vẫn không thể quên. Thiên lý cô mộ, vô sử thoại kinh luân, ngang dọc tung hoành tương phùng há chẳng khó. Hứng tròn bụi trần, tóc như sương, đêm xuống âm mưu bỗng hoàng hương. Mái hiên nhỏ chỉnh sơ trang, liệu có thể lưu giữ ngàn năm? Ta không thể ngờ rằng lý do ta được sủng ái thì ra giống người đó. Dân cá cát đã không còn nữa,
tấm chân tình của hoàng thượng cũng không có. Tất cả đều thay đổi. Không thể trách bất cứ ai được, vì tất cả chuyện này đều do ta mà ra. Hoàng hậu, thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Hoàng hậu, nàng đã tới hả? Dạ, thần thiếp không phải hoàng hậu, thần thiếp là lương phi. Nàng là hoàng hậu? Thiếp đã nói mình là lương phi. Nàng là hoàng hậu của trẫm, nếu mà không phải là hoàng hậu thì nàng nói coi hai người tại sao có khuôn mặt giống nhau quá vậy? Không phải, thiếp không phải, không phải. Đủ rồi, trẫm nói là phải. Nàng là thế thân của hoàng hậu, nàng phải suốt đời thay thế hoàng hậu. Nàng chính là hoàng hậu của trẫm. Nàng nói đi, là nàng đã hạ lệnh đêm đó có những bức họa vẽ hoàng hậu? Đúng vậy. Sao nàng làm như vậy? Thiếp chỉ muốn khiến hoàng thượng hiểu rõ, người đứng trước mặt hiện nay là lương phi, chứ không phải là hoàng hậu Hách Xa Lý. Nhưng lương phi là có Hách Xa Lý hoàng hậu mà tồn tại. Nếu mà không có hoàng hậu thì không có lương phi. Bây giờ cho nàng hai lựa chọn. Thứ nhất là tiếp tục ngoan ngoãn sống như thế thân của hoàng hậu, trẫm bảo đảm sẽ sủng ái nàng như trước. Thứ hai là ở trong nhà lao làm lương phi của nàng, cả đời này đừng có hòng ra ngoài. Thiếp là lương phi, thiếp không phải là hoàng hậu. Nàng đã nói thiếp là lương phi chứ không phải hoàng hậu. Rượu mừng không uống là uống rượu phạt. Lý Đức Toàn, có nô tài. Chúng ta đi, trẫm muốn coi coi nàng có thể chịu đựng tới bao dạ. giờ. Dạ. Sau đó thì sao? Ta muốn một tình yêu chân thành thật sự. Nếu không có nó, ta không cần gì hết. Những ngày tháng sau đó, hoàng thượng cũng uy hiếp ta rất nhiều lần, nhưng ta không hề khuất phục. Ta vừa trải qua những ngày tháng tuyệt vọng, mặt khác bắt tay nghiên cứu tìm ra cách trở về cuộc sống hiện tại. Ta nghĩ dù sao sư di cũng đã tới nước này, chi bằng nghĩ cách tìm đường trở về, coi như chưa từng xảy ra những chuyện này. Nói như vậy thì bà đã tìm cách trở về rồi. Thời đại của chúng ta cách hiện nay hơn 300 năm. Thời gian 300 năm thay đổi rất lớn. Nếu muốn tìm về nơi trước đây chúng ta thật sự không dễ. Nhưng ta nhớ lúc ta bước vào đây, nhìn thấy một cái cây rất lớn, ít nhất cây đó cũng có vài trăm năm lịch sử. Dựa theo trí nhớ của ta, ta vẽ rất nhiều bức tranh, dùng những báu vật mà hoàng thượng ban tặng, sai người thay ta tìm kiếm. Cuối cùng cũng có kết quả, ta đã kiếm được cái cây này. Sau đó ta kiểm tra lịch vạn niên, phát hiện ngày mà ta vượt thời gian đúng là ngài có 9 ngôi sao xếp hình rất là kỳ lạ. Ta nghĩ có lẽ do vượt thời gian nên mới như vậy. Nhưng tiếc là khoa học thời này rất là kém cỏi, muốn kiếm được thời gian 9 ngôi sao xếp hình như vậy rất khó. Nên ngày nào ta cũng tới đây để kiểm nghiệm. Hóa ra là như vậy. Ta không thể đem mọi chuyện nói cho hoàng thượng. Nếu người bắt tay nghiên cứu lịch sử sẽ có biến đổi lớn. Chừng đó đừng nhắc tới chuyện trở về, mà sợ là thời đại chúng ta có tồn tại hay không. Ta không muốn mình đã mất đi tình yêu, lại mất cả quê hương. Có nghĩa là tôi không thể đưa bác A Kha về hiện tại? Không phải là không thể, mà là mạo hiểm. Chúng ta đều biết kết cục của nó là gì. Ta cũng từng nghĩ sẽ mang nó đi chung, nhưng lỡ nó biến mất thì sao? Nó ở lại đây ít nhất cũng có thể sống bình an tới hơn 40 tuổi. Nếu như biến mất thì sẽ không bao giờ tồn tại. Tình Xuyên,
cô có yêu nó không? Vậy có phải lựa chọn rồi? Tôi chọn lựa ở bên cạnh của nó. Vậy còn tương lai? Chuyện của tương lai để tương lai nói. Nếu như có bắt tôi phải chết, tôi không hề oán hận. Được, cuộc đời này của ta gặp được hồng nhan tri kỷ như cô coi như có phước lắm. Kết cuộc tốt hay không cũng không có quan trọng, dù sao cũng hạnh phúc hơn ta rất nhiều. Thôi đi, ta phải đi gặp hoàng thượng, dù sao cũng cần nói lý do. Tham kiến hoàng thượng. Trẫm luôn coi nàng là thế tân của hoàng hậu. Nhưng một khi trẫm coi những bức quà của hoàng hậu, trong đầu lại hiện ra khung cảnh lúc ở bên cạnh của nàng. Thời gian trôi qua, trẫm cũng không phân biệt được thật ra người mà trẫm yêu là hoàng hậu hay là nàng, hoặc là hai người đã biến thành một người. Mọi chuyện do thằng thiếp quá cố chấp. Thật ra hoàng thượng yêu ai cũng có vấn đề gì đâu. Chỉ cần hoàng thượng có thể ở cạnh thiếp, vậy là quá đủ rồi. Thiếp thấy rất vui. Nàng vẫn không muốn giải thích với trẫm về những hành động kỳ lạ của nàng. Ngài có thể gì tin tưởng mà không hỏi thần thiếp có được không? Tình Xuyên, cuối cùng cô đã có ngày nở mày nở mặt. Tới lúc cô được làm bác Phúc Tấn, đừng có quên chúng tôi. Cái gì mà quên với không quên? Chúng ta vẫn như trước đây, vẫn là tỉ muội tốt mà. Thiệt hả? Thật sao? Tự nhiên là thiệt. Vậy thì tốt quá. Hay vậy là tốt quá. Tình Xuyên, mời cô ta đưa ai tới nè. Tình Xuyên, cô. Bác à, Cát Tường. Tại sao cô lại tới đây? Ta tới để thăm con. Điều là do Ngạc Nương suy nghĩ chu toàn. Người lo lắng lai lịch không rõ ràng, nếu như cứ để như vậy mà gả cho ta, nhất định sẽ có vấn đề. Hơn nữa, sau này nếu như có chuyện gì cũng không biết nói với ai. Nên hôm nay ta đưa cô tới đây nhận thân thích với muội. Sau này muội hãy coi cô là Ngạc Nương. Yên tâm mà gả cho ta được rồi. Ai lại muốn gả cho huynh, không biết xấu hổ. Đây là thánh chỉ của mà, muội dám kháng chỉ? Tôi coi người con gái này đáng sợ biết bao. Mai này lấy cũ, có lẽ không được vui vẻ. Bác A Kha, nếu con có thể cưới Tình Xuyên làm Phúc Tấn, đó là phúc khí của con. Từ nay nó là con gái của ta. Nếu con bắt nạt nó, ta sẽ không tha đâu. Thấy chưa, muội đã có chỗ dựa rồi. Trời ơi,
Hiện nay của Ama Ngạc Nương đều yêu quý Tình Xuyên, lại thêm cả cô. Coi bộ con chỉ có thể chịu quốc ức mà thôi. Cô, hãy nghe lời của con, đừng có sống ở ngoài, hãy trở về đây sống. Cô dọn về đây rồi con thấy thoải mái hơn, có người làm chủ cho con. Coi con đó, đúng là biết ăn nói. Họ cười thiệt vui vẻ. Cũng chỉ được Hoàng Ama ban hôn, làm như là không ai biết gì đó. Hoàng Ama ban hôn? Tức là ở đời chỗ nào cũng có hoa thơm cỏ ngọt, cần chi phải khổ vì một người phụ nữ, có đúng không? Chúng ta đi. Cái miệng của con đúng là. Tất cả đi thôi. Đi đi. Con đã nói rồi, cô cứ nghe lời của con, nhất định sẽ được vui vẻ những ngày tháng còn lại mà. Ê, tới đây coi, tới đây coi đi hả? Tới đây coi. Nè, qua đây coi. Gì hả? Ê, mau tới coi, mau tới coi. Ta có một tên nô lệ, 20 lượng vàng có thể mua người về. Qua cơ hội này thì còn có nữa. Ê, mau mở miệng của người ra, để các vị khách quan coi răng của người. Tại sao phải coi răng? Nè, đang thấy chưa? Ta còn có thể hát và múa nữa mà. Có cần ta múa một đoạn cho các người coi hay không? Ý, được đó. Hay nếu như múa đẹp, tôi sẽ mua cô này. Có phải nói quá sự thật hay không? Nếu như mua về là một kẻ tàn phế thì phải làm sao? À, đúng vậy. Đúng. Được. Vậy để cổ hát một đoạn cho các người coi. Hát đi. Phải. Đứng lại. Dối cho con nhỏ tiện nhân. Người muốn chạy, đánh cho ta. Trước mắt Lương Phi nương nương trong cung rất đắc sủng, bác A Ca là có tiếng nói với các đại thần. Ta nghe nói tối qua các vị đại thần đã cùng nhau dâng tấu, xin hoàng thượng lập bác A Ca làm thái tử. Thế bác Hiền Dương cũng lên tiếng. Coi bộ bác A Ca này rất được lòng người đó. Vậy cửu cửu có suy nghĩ gì? Con đường trước đây không thể đi được nữa, chúng ta phải thay đổi, tìm ra con đường khác. Tìm con đường khác? Chuyện này phải nhờ có sự giúp đỡ của Niên Tướng Quân. Ý của Long Đại Nhân là trong tay Niên Tướng Quân nắm giữ Cấm Vệ Quân, đó lại là đội quân duy nhất trong hoàng cung. Nếu như Niên Tướng Quân chịu giúp đỡ, vậy thì Tứ A Ca có thể ngồi chắc trên ngai vàng. Không được. Xóa ngôi như vậy là danh bất chính, ngôn bất thuận. Cho dù có thành công, sẽ lưu tiếng xấu thiên cổ. Huống hồ quân đội khắp nơi đều nằm trong tay thuộc hạ thân tín của Hoàng A Ma. Cho dù có thành công cũng sẽ gây bất mãn trong thiên hạ. Tới lúc đó muốn toàn mạng rút lui cũng rất khó. Nè, vậy Tứ A Ca nói coi, không lẽ chúng ta phải mở mắt ra mà chứng kiến bác A Ca lên ngôi hay sao? Binh pháp Tôn Tử có câu: biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Trước mắt chúng ta thực lực của đối phương thế nào cũng chưa có rõ, muốn đi bước tiếp theo thật sự rất khó. Tứ A Ca các thượng,
Tinh Xuyên. Sao cô lại vào đây? Ai cho cô vào? Người đâu? Người đâu? Cửu cửu đừng gấp, cô không phải là Tinh Xuyên. Ngươi là người từ thế kỷ 21 vượt thời gian tới đây à? Vậy ngươi có biết vì sao ta thà chết chứ nhất quyết không chịu nói hết chân tướng ra? Vì lịch sử không thể thay đổi được, bớt một người biết chuyện sẽ bớt đi một phần nguy hiểm. Nếu có xảy ra một chút thay đổi thì hậu quả khó lường. Tôi không hiểu. Cô cứ nghĩ coi, chúng ta đều là con cháu từ đời đời tổ tông. Nếu một đời tổ tông nào đó đột nhiên chết đi thì con cháu đời sau cũng không tồn tại. Đó vẫn chưa có đáng gì. Tất cả những người và sự vật có liên quan cũng đều có sự thay đổi. Tới lúc đó, thời đại của chúng ta có tồn tại hay không cũng là vấn đề. Đừng nói chi tới chúng ta. Nói như vậy, có nghĩa chúng ta rõ ràng biết đó là bi kịch, nhưng mà phải từng bước một đi theo dòng chảy của lịch sử. Đúng. Còn bác A Ca, đây chính là lý do mà ta luôn ở lại lãnh cung, không muốn bước ra nhận mẹ con. Tình Xuyên, cô có yêu nó không? Vậy cô phải lựa chọn rồi. Tôi chọn lựa ở bên cạnh cô nhé. Vậy còn tương lai? Chuyện của tương lai để tương lai nói. Nếu như có bắt tôi phải chết, tôi không hề oán hận. Được, cuộc đời này của ta gặp được hồng nhan tri kỷ như cô coi như có phước lắm. Kết cuộc tốt hay không cũng không có quan trọng, dù sao cũng hạnh phúc hơn ta rất nhiều. Thôi đi, ta phải đi gặp hoàng thượng, dù sao cũng cần nói lý do. Thần thiếp vẫn còn một lời thỉnh cầu. Nàng nói đi. Thần thiếp hy vọng bác A Ca và Tình Xuyên sớm ngày thành thân. Trải qua biết bao thăng trầm như vậy, họ vẫn sống ở bên nhau. Duyên phận của con người đúng là do trời quyết định. Nàng hãy lo liệu đi, tất cả nghe theo nàng. Dạ, đa tạ hoàng thượng. Hy vọng bọn trẻ sẽ hạnh phúc hơn chúng ta. Nhất định sẽ vậy. Tình Xuyên, mời cô ta đưa ai tới nè. Tình Xuyên. Cô cô. Bác A Ca Tường. Các Tường, sao cô lại tới đây? Ta tới để thăm con. Điều là do Ngạc Nương suy nghĩ chu toàn. Người lo lắng lai lịch không rõ ràng, nếu như cứ để như vậy mà kể cho ta, nhất định sẽ có vấn đề. Hơn nữa, sau này nếu như có chuyện gì cũng không biết nói với ai. Nên hôm nay ta đưa cô tới đây nhận thân thích với muội. Sau này muội hãy coi cô là Ngạc Nương. Yên tâm mà gả cho ta được rồi. Ai lại muốn gả cho huynh, không biết xấu hổ. Đây là thánh chỉ của mà, muội dám kháng chỉ? Tôi coi người con gái này đáng sợ biết bao. Mai này lấy cũ, có lẽ không được vui vẻ. Bác A Ca, nếu con có thể cưới Tình Xuyên làm phúc tấn, đó là phúc khí của con. Từ nay nó là con gái của ta, nếu con bắt nạt nó, ta sẽ không tha đâu. Thấy chưa, muội đã có chỗ dựa rồi. Trời ơi, hiện nay quà ma Ngạc Nương điều quý Tình Xuyên, lại thêm cả cô. Coi bộ con chỉ có thể chịu quốc ức mà thôi. Coi con đó, đúng là biết ăn nói. Họ cười thiệt vui vẻ. Cũng chỉ được hoàng A Ma ban hôn, làm như là không ai biết gì đó. Hoàng A Ma ban hôn? Tức à, ở đời chỗ nào cũng có hoa thơm cỏ ngọt, cần chi phải khổ vì một người phụ nữ, có đúng không? Chúng ta đi. Cái miệng của con đúng là. Đứng lại, đứng lại. Bắt chạy nghe. Đứng lại. Đứng lại. Dỗ cho con nhỏ tiện nhân. Người muốn chạy, đánh cho ta. Trước mắt Lương Phi nương nương trong cung rất đắc sủng. Bác A Ca là có tiếng nói với các đại thần. Ta nghe nói tối qua các vị đại thần đã cùng nhau dâng tấu, xin hoàng thượng lập bác A Ca làm thái tử. Thế bác Hiền Dương cũng lên tiếng. Khôi bộ, bác A Ca này rất được lòng người đó.
Vậy cửu cửu có suy nghĩ gì? Con đường trước đây không thể đi được nữa, chúng ta phải thay đổi, tìm ra con đường khác. Tìm con đường khác? Chuyện này phải nhờ có sự giúp đỡ của Niên tướng quân. Ý của Long đại nhân là trong tay Niên tướng quân nắm giữ cấm vệ quân, đó lại là đội quân duy nhất trong hoàng cung. Nếu như Niên tướng quân chịu giúp đỡ, vậy thì Tứ A Ca có thể ngồi chắc trên ngai vàng. Không được. Xóa ngôi như vậy là danh bất chính, ngôn bất thuận. Cho dù có thành công, sẽ lưu tiếng xấu thiên cổ. Huống hồ quân đội khắp nơi đều nằm trong tay thuộc hạ thân tín của Hoàng A Ma. Cho dù có thành công, cũng sẽ gây bất mãn trong thiên hạ. Tới lúc đó, muốn toàn mạng rút lui cũng rất khó. Nè, vậy Tứ A Ca nói coi, không lẽ chúng ta phải mở mắt ra mà chứng kiến bác A Ca lên ngôi hay sao? Binh pháp tôn tử có câu: biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Trước mắt chúng ta, thực lực của đối phương thế nào cũng chưa có rõ, muốn đi bước tiếp theo thật sự rất khó. Tứ A Ca các thượng. Tinh Xuyên, sao cô lại vào đây? Ai cho cô vào? Người đâu? Người đâu? Cửu cửu đừng gấp, cô không phải là Tình Xuyên. Đúng là Tứ A Ca có một cặp mắt rất tinh tường. Thập Tam A Ca, rốt cuộc cổ lại sao giống hết Tình Xuyên như vậy chứ? Cổ là quá ảnh ta mua từ ở chợ nô lệ về. Chuyện về Tình Xuyên ta đã có nói rồi, còn dạy cho cô ấy về cung quy. Tứ Ca, quên nói coi, nếu để cô ấy ở bên cạnh bác ca thì việc của chúng ta sẽ phải thuận lợi hơn hay không? Đúng là một cách hay. Hay lắm. Tục ngữ có câu: gươm đi lệch hướng, đã có cổ, lúc nào chúng ta cũng có thể biết bước tiếp theo họ định làm gì. Không được. Tại sao? Nếu ta chỉ có thể nhìn một cái, biết rõ đó không phải là Tình Xuyên, vậy thì bác đệ tự mình cũng có thể phân biệt. Khí chất hiện nay của cổ đúng là có chút kém hơn Tình Xuyên, nhưng mà thời gian đi qua khó nói lắm. Tứ Ca, hãy để cho đệ làm chuyện này, để bảo đảm sẽ có một kết quả hoàn toàn khác biệt. Thẳng người lên một chút, bước chậm một chút, bước đi từ từ. Tứ A Ca các tường. Dạ. Cô cũng rất tốn công. Thật Tam A Ca khó khăn lắm mới cứu được tôi từ chỗ nô lệ gì. Tuy nhiên tôi phải cố gắng hơn để báo đáp cho ông ta. Nhưng Tình Xuyên lại không tốn công như vậy. Cô có học thế nào cũng không thể học một phần dạng của cô. Vậy phải làm sao? Đi, rời khỏi nơi này. Phía Thập Tam A Ca, ta sẽ có cách. Nhưng mà... Đi thôi. Tứ A Ca, có thể thấy được ông cũng rất thích Tình Xuyên cô nương. Nhất định là ông biết rõ đời sống chi tiết của cô ta. Chỉ cần ông chịu dạy cho tôi nhất định có thể làm giống hệt như cũ. Trừ phi ông không muốn dạy tôi, không muốn làm hại Tình Xuyên cô nương. Cô tưởng giả mạo một người dễ vậy sao? Cho dù cô giống thế nào, cô không phải là cổ, nếu bị người khác phát hiện, cô biết hậu quả thế nào không? So với việc cô làm rối lên, bằng bây giờ ta giết cô. Được rồi, tôi biết Tứ A Ca không cần tôi, tôi có thể đi. Nhưng ông không cần phải tìm lý do chán ngắt tới như vậy. Người mà ông thích chính là cổ. Ông thật không có nhẫn tâm để làm hại cô ấy. Cho dù ông có thể gạt được tất cả mọi người, thì cũng không gạt được trái tim của ông đâu.
Quá Ảnh, Quá Ảnh, Tuyết Ca, Tuyết Ca có thấy Quá Ảnh đâu không? Cô đi rồi. Cái gì? Ta để cô đi. Vậy còn kế hoạch của chúng ta phải làm sao? Nghĩ cách khác. Tuyết Ca, ta đã nói nghĩ cách khác. Cái nào to gan, bộ chán sống rồi à? Rau cải từ đây mua vô đi. Là cô? Là tiểu nữ. Cô không đi? Tiểu nữ biết Thập Tam A Ca cần mình, sao có thể tùy tiện đi được? Nhưng mà Tứ Ca quên ấy. Thập Tam A Ca có thể giúp Tứ A Ca hoàn thành đại sự này, đó mới là quan trọng. Còn quá trình như thế nào, Tứ A Ca không cần thiết là phải biết. Cô không sợ nguy hiểm? Dù sao tiểu nữ ở đâu cũng vậy thôi, chi bằng lấy mạng ra đánh cá một lần. Nếu như sau này mà thành công, tiểu nữ nghĩ Thập Tam A Ca cũng không có ngược đãi mình, có đúng hay không? Tình Xuyên cô nương mời dùng. Cảm ơn nha. Hương gì vậy? Thơm thiệt đó. Đây là hương lưu ly giúp an thần. Được, vậy ngươi lui ra đi. Tại sao còn chưa đi? Ngươi là... Tôi tới để thay thế cô. Người đâu? Người... Bây giờ có phải cô thấy rất là buồn ngủ, rất là mệt, hơn nữa còn nói không ra lời? Vậy thì đúng rồi. Hương lưu ly chính là có tác dụng giúp cho cô cảm thấy mệt và buồn ngủ, nói không nên lời. Cô có biết vì sao ta lại không có chuyện gì? Là vì ta có cái này. Tình Xuyên, Tình Xuyên. Ai vậy? Sao Tình Xuyên có thể có giọng nói như vậy? Không lẽ không phải là Tình Xuyên? Ngươi là ai? Muội không biết ta là ai à? Vậy ngày mai định gả cho ai hả? Thì ra hắn là Bác A Ca, nguy hiểm thiệt. Vậy tôi không lấy nữa. Hỉ, đừng đừng có hù ta. Muội hù chết ta, ta sẽ trở thành quả phụ. Ai dọa ai? Phu thê chưa cưới, trước ngày thành thân không được gặp nhau, đó là chuyện phải làm. Ông vội vàng chạy tới đây như vậy, không sợ gặp điềm gỡ? Ta nhớ muội. Vậy ta đi trước. Ê. Giờ có thể đi được chưa? Trước giờ Tình Xuyên chưa bao giờ nồng nàn với ta như vậy. Không lẽ... Mình đã nghĩ sang đâu? Rõ ràng là Tình Xuyên mà.
Đợi chút. Cá cát, đồ này không thể mang theo. Tại sao? Nguy hiểm lắm. Ta muốn tặng cho Tình Xuyên và bác A Ca trong ngày hôn lễ. Vậy càng không được. Cá cát, hay tặng thứ khác đi. Mấy thứ khác đâu có gì đặc biệt. Ngươi coi, Tình Xuyên thường bị người khác ăn hiếp. Nếu trong tay có thứ này, người khác sẽ sợ cổ thôi. Bị chức cũng vì trọng trách bên mình. Mong cá cát tha tội. Ê, cá cát. Bây giờ có cho ta vào không? Đứng lại. Lệnh bài đâu? Đây. Thầm kiến Thập Tam Ma Ca. Trong xe chỉ có ta và một tiểu thái giám. Hắn đã uống sai và chúc mừng cho bác A Ca. Mong Thập Tam Ma Ca tha tội. Nè, sao lại cản đường ta? Câu này ta nên hỏi cô thì đúng hơn. Bình thường một phụ nữ đuổi theo một người đàn ông, ta nghĩ đó là vì cô ấy yêu hắn ta. Ai mà thèm yêu ngươi? Nói mau, ngươi đã đưa Tình Xuyên đi đâu? Tình Xuyên? Ta không biết cô đang nói gì. Còn dám lẻo mép. Ta rõ ràng nhìn thấy ngươi dùng xe ngựa chở Tình Xuyên. Ta cho ngươi biết, đừng tưởng mình là Thập Tam A Ca mà ta không dám làm gì ngươi. Tình Xuyên là bạn thân nhất của ta. Nếu cổ bị tổn hại gì, ta sẽ không tha cho ngươi. Không tha cho ta? Ta muốn coi coi cô làm sao mà không tha cho ta đây. Ngươi đứng lại. Đừng có qua đây. Ngươi bước tới ta nổ súng ngay. Cô đúng là ác độc. Ta đã kêu đừng qua đây mà. Tại ngươi tự chuốc lấy thôi. Đừng có trách ta. Là do cô hiểu lầm ta bắt cóc Tình Xuyên. Ta không thể giỡn chơi một chút sao? Ngươi hồi nãy thật không phải Tình Xuyên sao? Nếu không tin ta thì tự một mình trở về mà coi. Nếu cổ không có ở đó, tới trách ta cũng chưa muộn mà. Tình Xuyên, Tình Xuyên, Tình. Thì sao cô ở đây hả? Vậy là hồi nãy ta đã nhìn lầm rồi. Coi cách ăn mặc của cô ta không giống như là cung nữ, cũng không có giống người đã xuất giá. Có lẽ là một ca cát. Ca cát, cô tới tìm ta có chuyện gì? Là như vậy. Hồi nãy ta thấy Thập Tam A Ca đưa một người ra ngoài, ta tưởng là cô. Ta đuổi theo đánh hắn một trận, không ngờ. Thôi chết, nguy rồi. Nguy rồi, nguy rồi. Ta lỗ mãng như vậy, sau này đâu còn mặt mũi đối diện với hắn. Làm sao đây? Cô cũng đừng có buồn. Nếu mà sự việc xảy ra rồi, chỉ bằng tìm cơ hội giải thích thì hơn. Ta tin con người Thập Tam A Ca sẽ không so đo với cô. Nhưng mà ta đã bắn hắn. Hãy tốt với Quỳnh ấy một chút đi, dùng cách khác để bù đắp. Được sao? Đánh thì cũng đã đánh rồi, không được cũng phải được. Vậy để ta nghĩ cách bù đắp lại cho hắn. Ta đi nha. Tứ ca. Thập Tam Đệ đang giữ cái trò gì? Đệ không biết huynh đang nói gì. Đệ gọi Lão Triệu đi, lại còn vào cung. Rốt cuộc đệ đang làm cái gì? Đệ chỉ là muốn thỉnh an Hoàng A Ma thôi. Vậy sao? Tính cách đệ thế nào ta không hiểu hả? Ta nói cho đệ biết,
Đệ làm gì ta mặc kệ. Nhưng mà có một điều, ta không cho phép đệ làm hại Tình Xuyên. Nghe rồi chưa? Đệ cười cái gì? Đệ cảm thấy huynh đang làm những chuyện rất là mâu thuẫn. Một là không cho phép, hai là tổn hại. Cô ta là thê tử của bác A Ca, huynh dựa vào cái gì mà không cho phép? Cổ có thể làm hại huynh, tại sao đệ không thể làm hại cổ? Coi như tất cả cũng xin đệ. Được, đệ không đụng vô cô ta, đệ không đụng vô, được chưa? Thập Tam Đệ, tay đệ sao vậy? Trong lòng huynh chỉ có người phụ nữ đó, còn có chỗ cho Thập Tam Đệ này hay sao? Thập Tam Đệ, ông, ta thật sự là không hiểu nổi cô tốt ở chỗ nào. Tại sao Tứ Ca và Bác Ca cả hai đều bị cô mê hoặc cho đến điên đảo? Ông, cô thiệt là ác độc. Được, hôm nay ta sẽ cho cô thấy rốt cuộc cô ác hay là ta ác. Buông tao ra, buông ra, bỏ tao ra nè. Nè, tại sao không bỏ chạy? Nếu như tôi bỏ chạy thì huynh sẽ chết vì bị mất quá nhiều máu. Ta chết không phải là tốt hơn hay sao? Sinh mạng rất quý giá, với bất cứ ai cũng vậy thôi. Cô thật là ngốc, đúng là kẻ ngốc nhất ở trên đời này. Tứ Ca và bác A Ca đúng là hai người mù mà. Huynh nói đúng lắm, nhưng bây giờ tốt nhất cứ im miệng đi. Bởi vì nếu huynh còn nói ra những lời khó nghe, tôi sẽ bỏ mặc huynh. Từ trước đến nay tôi không có cần ai giúp đỡ. Maka Cát Tường, ngươi lượm mấy bông hoa này làm gì? Hay là để ta lượm giùm ngươi nha? Lúc ngạn nương ta còn sống đã nói rằng những bông hoa này khi rơi xuống đất bị người khác giẫm đạp thật là đáng tiếc, chi bằng chôn nó. Thời gian trôi đi lâu rồi sụp quá đất coi như được giải thoát. Tình mẫu tử của người nhất định tốt lắm. Đó là người ta thương yêu nhất trên đời. Từ khi Ngạn Nương mất, ta chỉ còn lại Tứ Ca. Cũng có thể do ta tự nghĩ ra mà thôi. Cô tới đây làm gì? Ta muốn nói với ngươi là xin lỗi, ta đã trách lầm ngươi. Vết thương ngươi thế nào?
bị lây lan. Ngạc Nương nói với ta là Hoàng A-ma rất sủng ái. Nhưng khi ta trưởng thành rồi mới biết, sau khi Hoàng A-ma đưa bà ấy vào cung làm phi tử thì không bao giờ gặp lại bà ta. Tất cả chỉ là do Ngạc Nương ta nghĩ ra mà thôi, chứ chưa từng có chuyện như vậy. Thật là đáng thương. Đúng là đáng nói. Đàn ông không phải là thứ tốt đẹp gì, đều không coi phụ nữ như con người. Ê, Thập Tam A-ca, còn có chuyện gì nữa? Anh chừng nào thì tới cầu thân? Tại sao phải cầu thân? Hai chúng ta đã... Không lẽ ngươi không cần ta? Là do cô tình nguyện giúp ta. Bây giờ hai chúng ta không còn nợ nần gì hết. Nhưng mà... Không có gì mà phải nhân. Nếu như cô lựa chọn cách tin tưởng đàn ông thì cũng phải học cách chấp nhận tất cả. Mình đúng là hồ đồ. Tình Xuyên đang trong kỳ qua,
đang yên lành sao lại có thể gọi mình được chứ? Cung, xạ chế khan điện. Vô đi. Người phụ nữ như cô thật là lợi hại. Tới chỗ này rồi mà còn có thể chạy thoát. Thập Tamaka, nhốt tôi lại cũng không có tác dụng gì. Sao cô biết không tác dụng? Ông á, chỉ là muốn cài một người vào bên cạnh của bác Aka để phò trợ tứ Aka lên ngôi. Nhưng mà tôi nói ông biết, tất cả đều chỉ là vô ích. Mọi chuyện đã được an bài. Ông có làm gì cũng đều là thất bại. Cô nói cái gì? Ta nghe hoàn toàn không hiểu gì hết. Đương nhiên là ông không hiểu. Nếu mà có thể hiểu được thì đã không bị giam cầm nhiều năm. Cô nói cái gì? Nói lại lần nữa coi. Chúng ta hãy đánh cuộc. Đánh cuộc cái gì? Tôi đánh cuộc ông làm chuyện gì cũng thất bại. Nếu như tôi nói đúng thì mau thả tôi ra. Nếu mà tôi thua, muốn tôi làm gì tôi sẽ làm theo. Cô nói những chuyện này chỉ là dọa người khác thôi. Đúng là tôi có ý dọa ông đó. Có dám đánh cuộc với tôi không? Được, ta sẽ đánh cược với cô. Vết thương còn chưa khỏi. Bạch chỉ, phục linh, đảng sâm, ba loại thuốc này trộn với nhau sắc thành thuốc để mà uống. Cô muốn hại ta? Đúng là vô dụng. Cô, hơi, nếu như mà tôi lo cho ông, tôi sẽ xác thuốc đó thành hai phần để tôi uống trước. Nếu mà tôi không chết thì ông hãy lấy đi uống. Hữu dũng vô mưu, khó làm nên đại sự. Nhốt cô lại cho ta. Dạ. Bánh thượng tử tôn. Chúc tần lang tần nương răng long tóc bạc, bách niên giai lão. Thượng. Tạ bác ca ca ban thưởng. Bác A Ca, chúng nô tỳ xin cáo lui. Có chuyện gì xin cứ dặn dò. Chúng ta đi. Tình Xuyên, cuối cùng chúng ta cũng được ở bên nhau. Tiếp nhất định sẽ hầu hạ bác A Ca chu đáo. Trước nay Tình Xuyên không bao giờ nói kiểu như vậy. Sao lại? Chỉ bằng để thiếp hầu hạ bác A Ca nghỉ ngơi nha. Tình Xuyên, chúng ta hãy nói chuyện một lát. Bác A Ca muốn nói chuyện gì? Chúng ta hãy nói chuyện trước đi. Còn nói nữa, đều là tại chàng. Lúc trước đã khiến thiếp chết đi sống lại. Cũng may là thiếp thông minh, nếu không đã bị hại chết rồi. Coi mình kia, còn nghi ngờ điều gì? Tình Xuyên tất nhiên là Tình Xuyên. Tình Xuyên, sau này ta nhất định sẽ bù đắp cho nàng. Hương thơm trên người cũng không phải là của Tình Xuyên. Rốt cuộc là chuyện gì? Do là mình quá căng thẳng hay là... Bác A Ca, sao vậy? Ta đột nhiên thấy ngực hơi khó chịu. Ta muốn ra ngoài đi dạo một chút. Nàng sẽ không giận ta chứ? Nếu như là Tình Xuyên thì chắc chắn là cô đã cãi nhau một trận với mình. Mình đã để lộ ra điểm gì rồi? Sao hắn ta lại dụ dàng bỏ đi chứ?
Mời bác A-ca dùng trà. Sao vậy? Sao bỏ rơi tân nương mà ngồi đây buồn bã như vậy? Tham kiến ngạc nương. Ngồi xuống đi con. Ngạc nương, người coi trên đời này liệu có hai người có khuôn mặt giống hệt như nhau hay không? Sao con hỏi vậy? Con không biết là vì sao nữa. Con luôn cảm thấy Tình Xuyên hiện nay không phải là Tình Xuyên. Nếu nó không phải Tình Xuyên vậy là ai? Con cũng không biết. Con à, có phải con quá căng thẳng nên mới nghĩ lung tung không? Con cũng hy vọng là vậy, nhưng có những chuyện con nghĩ hoài cũng nghĩ không ra. Cho thí dụ đi. Ví dụ là trước đây Tình Xuyên thường rất hung hăng, nhưng tân nương bây giờ lại rất là khách sáo với con. Có phải từ một cô gái biến thành người vợ cho nên mới điềm đạm hơn? Còn nữa, mùi hương trên người của cổ cũng không giống như trước đây. Dùng loại phấn khác nhau, đương nhiên mùi hương trên người không giống nhau. Còn nữa, con cũng không nói rõ được ý. Tóm lại thì cảm giác của con rất là kỳ lạ. Hay là gì, để tôi giúp con thử nó. Ăn đồ đi. Nhạc nương, người cũng ăn chút hơn. Thập Tam A-ca, có chuyện gì? Được. Vậy phần thưởng mà Thập Tam A-ca dành cho nô tì. Cô hãy thay ta tiếp tục giám sát bác A-ca. Vừa nãy có bất kỳ hành động gì lập tức báo cho ta biết. Nè, ta dám bảo đảm phần thưởng cho lần sau còn nhiều gấp bội so với cái này. Đa tạ Thập Tam A-ca, nô tì cáo lui. Tình Xuyên, những ngày gần đây thật sự rất nóng. Ta từng nghe con nói là một món điểm tâm cho hoàng thượng có chức năng giảm nhiệt, nên ta muốn hỏi con, con thấy sao? Định lấy tảng băng này để dò thám mình à? Cũng may Thập Tam A-ca đã nói với mình về món ăn này, nếu không mình sẽ không thoát khỏi. Cái này một mình con không thể làm được, con cần có bác A-ca giúp đỡ. Bác A-ca. Mừng ngạc nương. Được lắm, làm rất là tốt. Lương phi nương nương. Lương phi nương nương Cát Tường, Bác ca, Bác tẩu, hai người cũng ở đây à? Trước nay Thập Tam A-ca chưa bao giờ tới chỗ của ta, sao hôm nay tâm trạng lại tốt tới thỉnh an với ta vậy? Nương nương cũng biết thần nhi tức gì thấp bóng lộc ít, chỉ là không thể hiện ra. Lần này đi Giang Nam có mang chút phấn về đây, mời nương nương dùng thử. Nếu như nương nương thấy thích thì hãy cho Thập Tam con chút ngân lượng. Lại còn dám tới chỗ của bổng cùng mua đồ. Những loại phấn này thật sự rất tốt. Mấy ngày trước con cũng có tặng cho Bác tẩu một hộp. Bác tẩu thấy thế nào? Đúng là tốt hơn loại trước đây ta đã dùng. Sao con thấy nàng nhắc tới chuyện này? Tiếp vốn là không muốn nhận đồ của Thập Tam A-ca, nhưng mà để ấy nói đây là quà cưới cho chúng ta, nhất định là phải tặng thiếp. Thiếp thật không có cách để từ chối. Thiếp nghĩ hôm qua là ngày thành thân của chúng ta, tất cả hãy bắt đầu lại, cũng nên có những hương vị mới, nên thiếp đã lấy ra dùng thử. Đúng là tốt hơn thứ trước đây thiếp đã dùng. Vậy hãy mau đem tới đây để cho bổn cùng coi thử thế nào. Tạ ân điển của nương nương. Dận tự, con cũng thấy rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm.
Có lẽ đúng là do Như Thần đã nghĩ quá nhiều. Nếu là vậy, tối nay con đừng ngủ ở thư phòng nữa, hãy trở về phòng. Đừng để trong lòng Tình Xuyên có thắc mắc, sẽ không tốt cho cuộc sống sau này của hai đứa đâu. Đợi vài ngày nữa đi. Con còn lo lắng cái gì? Con không biết nữa. Cho dù có thể xác nhận cô chính là Tình Xuyên, nhưng thực sự không giống trước đây chút nào. Con với cô cũng không còn cảm giác giống như trước đây. Phụ nữ mà, trước và sau khi kết hôn đương nhiên có nhiều điểm khác. Sau này khi sanh con sẽ càng khác hơn. Nếu con đã cưới nó, nên tập thích nghi với những điều khác biệt đó. Cũng giống như nó, phải thích nghi những điểm khác biệt của con. Con có gì không giống? Khác rất nhiều. Con nghĩ coi, trước đây con hay hành động lỗ mãng, bây giờ càng ngày càng điềm tĩnh hơn. Con không thấy như vậy. Không thấy chân tướng của toàn sự việc, mà chỉ nhìn góc độ rồi phán đoán. Con đó đúng là suy nghĩ nhiều quá. Nếu là vậy, tối nay con đừng ngủ ở thư phòng nữa, hãy trở về phòng. Đừng để trong lòng Tình Xuyên có thắc mắc, sẽ không tốt cho cuộc sống sau này của hai đứa đâu. Đợi vài ngày nữa đi. Con còn lo lắng cái gì? Con không biết nữa. Cho dù có thể xác nhận cô chính là Tình Xuyên, nhưng thực sự không giống trước đây chút nào. Con với cô cũng không còn cảm giác giống như trước đây. Phụ nữ mà, trước và sau khi kết hôn đương nhiên có nhiều điểm khác. Sau này khi sanh con sẽ càng khác hơn. Nếu con đã cưới nó, nên tập thích nghi với những điều khác biệt đó. Cũng giống như nó, phải thích nghi những điểm khác biệt của con. Con có gì không giống? Khác rất nhiều. Con nghĩ coi, trước đây con hay hành động lỗ mãng, bây giờ càng ngày càng điềm tĩnh hơn. Con không thấy như vậy. Không thấy chân tướng của toàn sự việc, mà chỉ nhìn góc độ rồi phán đoán. Con đó đúng là suy nghĩ nhiều quá. Phải. Được rồi, ta cũng đã cho con quậy quá đủ. Thăm dò cũng đã thăm dò. Những ngày tháng sau này vẫn để con tự quyết định. Ngạc ngưng về trước, con hãy tự lo liệu. Ta sẽ là theo dõi ta. Bác A Ca bất giận, bác A Ca bất giận. Là do bác Phúc Tấn sai nô tài vẽ từ cử chỉ của bác A Ca lại để Phúc Tấn thôi. Trong cung rất là nhiều nô tài, sao nàng phải tự mình làm chứ? Vì đây là nhà của chúng ta, thiếp không muốn để người khác đụng vào. Tình Xuyên, nàng đã kiếm người gì hết ta? Vì thiếp quá là nhớ chàng, lại không được thường xuyên gặp mặt, cho nên mới phải dùng tới cách này. Lúc trước khi bác A Ca không gặp thiếp, không phải cũng từng làm vậy sao? Ta xin lỗi. Ta xin lỗi Tình Xuyên. Ta xin lỗi. Không sao đâu. Tiếp biết rõ chàng rất là bận rộn. Không phải đã có một câu rất là hay: chuyện tình cảm là chuyện lâu dài, đâu phải là chuyện một sớm một chiều chứ. Chúng ta vẫn còn suốt cả quãng đời này để ở bên nhau. Tình Xuyên, ta sẽ không rời xa nàng, sẽ mãi mãi bên cạnh của nàng. Thật vậy sao? Là thật. Ôi, đổi quá đi. Sao hôm nay lại tốt với tiếp như vậy? Con đưa tiếp đi dạo. Không phải chúng ta tới đây dạo phố. Ta nghe nói gần đây người dân trong kinh thành cuộc sống rất là khó khăn,
Ta muốn coi coi rốt cuộc là thế nào. Thì ra là vậy. Ờ dạ, chào khách quan. Lâu lắm mới gặp lại khách quan đó. Bộ đi xa mới về hả? Dạ, dạ cảm ơn. Cảm ơn khách quan đã mua giùm. Lão ba. Dạ. Sao ngồi đây lượm đồ thừa để mang gì? Ở nhà không có tiền, đất đai bị triều đình trưng dụng, không lượm rau đói chết sao? Vậy khi triều đình trưng dụng đất đai của mọi người không phải là bồi thường à? Có bồi thường, nhưng chỉ có một chút tiền. Đã qua tay nhiều lần mới tới được chúng tôi thì đâu có đủ cơ mà ăn. Nhờ. Hãy cầm lấy. Cảm ơn. Dạ cảm ơn. Cái bộ triều đình đúng là cần phải thay đổi. Hoàng, ây da, cuối cùng ta đã tìm được người. Đi qua đây. Dạ, ông làm cái gì? Cổ là nô lệ ta mua về, mấy ngày trước bỏ trốn. Ta phải đem cổ về. Làm cái gì vậy? Hả? Mà, theo ta về. Hả? Đây là phu nhân của ta. Ông đã nhận làm người. Sao có thể? Dù cổ biến thành tro, ta cũng nhận ra. Hòa anh, người mau theo ta về. Im lặng. Tôi không hề biết người này. Hòa anh, mau đuổi ông đi. Hòa anh, Hòa anh, cô mau theo ta về. Hòa anh, cô đừng có tưởng là ta không nhận ra cô. Đúng là tôi nghĩ là người nào cũng có hít. Hòa anh, chúng ta mau về. Cô cho rằng ta không nhận ra cô hả? Mau theo ta về. Hòa anh. Dân tự, phương án chỉnh đốn giám sát quan lại của con rất hay. Trẫm mới ra thánh chỉ thì khắp nơi đã có báo cáo lại rồi. Coi bộ con đúng là có những dự liệu của một người làm hoàng đế. Nhi thần không dám, nhi thần chỉ là muốn san sẻ với hoàng A Ma thôi. Con có được những suy nghĩ như vậy, trẫm cảm thấy rất vui. Mấy ngày nữa sẽ tới ngày giỗ của thái hoàng thái hậu. Năm nào thì có một mình trẫm đi. Năm nay con hãy cùng đi với trẫm ha. Việc bái lễ thông thường chỉ có đế vương mới được đi. Hoàng thượng làm vậy là sủng ái nó quá. Lần này dân tự làm việc rất tốt. Trẫm xưa nay thưởng phạt phân minh, cho nó cái danh dự này là việc nên làm. Tại sao nàng lại biết nó không có làm được đế vương? Thần thiếp xuất thân hèn mọn, không dám có mộng tưởng đó. Đại thần của chúng ta luôn coi trọng người tài, nàng không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Dân tự, con hãy đi chuẩn bị đi. Nhi thần tu chỉ. Nhi thần cáo lui. Đứng dậy. Mấy đứa con trai của trẫm chỉ có dân tự là có tài cán thôi. Coi bộ tiền đồ của nó sẽ sáng sửa. Ngày hôm nay cho dù có tốt tới đâu thì sau này nó cũng chỉ là một phạm nhân. Chuyện trong hoàng cung này có ai có thể nói rõ ràng được chứ? Ai phi. Nàng đang suy nghĩ gì vậy? Thần thiếp đang nghĩ tối nay hoàng thượng sẽ ăn gì. Chỉ cần là do nàng làm thì món gì ta cũng thích ăn hết. Tất cả, huynh có nghe nói hay không? Dạo gần đây hoàng A Ma đối xử rất tốt với bác A Ca. Vậy thì sao? Huynh không sợ hoàng A Ma sẽ lập bác Ca làm thái tử? Nếu hoàng A Ma muốn lập hắn làm thái tử thì nói trực tiếp ở trên triều đình. Nếu như không nói, có lẽ vẫn còn đang suy nghĩ. Vì là đang suy nghĩ nên chúng ta cần phải nghĩ cách. Một khi mọi chuyện được quyết định thì tất cả đều đã muộn. Thập Tam Đệ, không có thể vội. Chúng ta phải nhìn tình hình rồi mới quyết định. Nếu như nóng vội quyết định, không chỉ hư một con cờ mà thua cả bàn cờ, hơn nữa còn nguy hiểm tính mạng. Tất cả, cứ từ từ. Cứ từ từ. Tất cả, Quynh về trước đi. Đột nhiên để thấy bụng hơi khó chịu, muốn đi vệ sinh một chút. Có phải để ăn đồ gì không? Không sao đâu, Quynh hãy về trước đi. Thế nào, có tin tức gì không? Nghe nói là 3 ngày sau hoàng thượng sẽ đưa bác A Ca tới thái miếu để bái tổ. Cái gì? Bái tổ? Chết rồi, đó không phải là muốn nói với toàn thiên hạ bác A Ca sẽ trở thành thái tử kế vị tiếp theo? Cái đó ta không biết. Ta chỉ biết là bọn họ sắp xếp một đoàn thị vệ nhỏ đi theo để bảo vệ. Có vẻ như là không muốn làm kinh động tới bá tánh. Cô chắc chắn chứ? Đương nhiên là chắc chắn. Như vậy cũng tốt. Nói không chừng biến chuyện dở thành chuyện hay. Huynh có kế hoạch gì? Ta làm gì cô không cần biết. Chỉ cần giúp ta quan sát bác A Ca là được. Tất cả,
Đây là cơ hội ngàn năm một thuở, huynh phải nắm chắc cơ hội này. Thời cơ vẫn chưa chín mùi. Cái gì mà chín mùi chứ chưa? Đợi Hoàng Ama bái tổ trở về thì mọi chuyện đã muộn. Để muốn ta làm gì? Để xin dẫn thêm một người ngăn cản Hoàng Ama với Bắc Ca, sau đó để Niên Canh Nghiêu bao vây hoàng cung. Sự việc không đơn giản giống như chúng ta nghĩ. Đệ biết. Huynh sợ mọi người nói huynh đoạt ngôi, tới lúc đó huynh hãy bắt đệ rồi giết đệ, bịt miệng họ, tất cả đều được mà. Đệ nghĩ Tứ Ca là người gì vậy sao? Nhưng mà đệ muốn giúp Tứ Ca hoàn thành đại nghiệp, cho dù đệ phải chết cũng không có gì đáng tiếc đâu. Thập Tam Đệ à, Thập Tam Đệ, đệ cái gì cũng tốt, chỉ là hơi nóng vội, gấp gáp sẽ không làm được gì, sớm muộn sẽ gây ra chuyện. Tứ Ca, đệ... Được rồi, chuyện tới đây chấm dứt. Ta còn nhiều chuyện để làm, đệ hãy tiếp tục suy nghĩ, không nói chuyện với đệ nữa. Nè, Tứ Ca, Tứ Ca, Tứ Ca. Sao vậy? Hai huynh đệ lại cãi nhau? Tứ Tẩu, lần này nhất định phải giúp đệ. Lại có chuyện gì? Tẩu cũng biết Tứ Ca và Bác Ca bất hòa, bây giờ Hoàng A Ma quyết định đưa Bác Ca đi bái tổ, như vậy có khác nào muốn nói với toàn thiên hạ huynh ấy sẽ là thái tử tiếp theo. Chuyện đó không nói làm gì, chỉ sợ sau này khi Bác Ca làm hoàng đế sẽ đối phó với Tứ Ca mà thôi. Đến lúc đó đừng có nói là Dương Phủ, e là cửu cửu cũng bị liên lụy. Vậy ta phải làm sao? Hãy giúp đệ lấy lệnh bài của Tứ Ca, đệ sẽ sai Niên Canh Nghiêu bao vây hoàng cung. Chỉ cần có chuẩn bị trước, tất cả sẽ theo kế hoạch của chúng ta. Chuyện này có chắc chắn hay không? Vẫn còn tốt hơn là ngồi đợi chết. Tư A Ca. Mày đã kiếm hai người thay thế chúng ta, nếu không đã để cho bọn họ đắc ý. Không ngờ trên đường đi đúng là có thích khách thật. Giải hết bọn chúng về, tra hỏi thật kỹ càng, coi coi ai là cái chủ mưu đằng sau lưng. Dạ, đi. Dẫn đi, dẫn đi. Đi mau. Tham kiến bác A Ca. Bác A Ca Cát Tường. Bác A Ca, nghe nói chàng gặp phải thích khách, không có gì chứ? May là nàng đưa ra ý kiến hay. Ta và Quang A Ma đã kiếm hai người thế thân, cho nên chúng tôi không sao hết. Vậy thì tốt. Đã bắt được hung thủ hay chưa? Bắt được ba kẻ tay sai, nhưng mà có đã đập thế nào bọn họ cũng không chịu khai. Thật ra không biết phải làm sao. Nếu muốn bọn chúng khai, chắc chắn sẽ có cách. Tiếp đã chuẩn bị nước cho chàng tắm rửa rồi, hãy nghỉ ngơi đi. Những chuyện còn lại cứ giao cho tiếp. Xin tuân lệnh phu nhân.
Thập Tam A Ca ơi, Thập Tam A Ca, cứ tưởng là chỉ cần bỏ ra chút tiền thì ta sẽ giúp cho ngươi hay sao? Ngươi cũng quá coi thường ta rồi. Ta giúp ngươi và Tứ A Ca như vậy, hai người lấy được giang sơn, nhiều lắm cũng chỉ cho ta được chút tiền. Nhưng nếu như ta giúp bác A Ca lên ngôi hoàng đế thì ta chính là hoàng hậu rồi. Quan gia, để ta giúp à, để ta được, đây, đây. Cách sáo làm gì Các người tới cứu ta sao? Chúng tôi không nói gì hết. Đừng có giết, đừng giết ta. Đừng, đừng, đừng mà. Cuồng đồ to gan, dám vào tông nhân phủ để cuồng sát. Người đâu? Lên. Dạ. Dạ. Ngươi nói coi ngươi đáng thương tới độ nào. Ngươi một lòng trung thành làm việc cho người ta, nhưng mà người ta lại muốn giết ngươi đó. Ngươi nói coi có phải là bi kịch hay không? Nếu như ta là ngươi, có lẽ là ta sẽ nói hết những gì mình đã biết ra. Làm như vậy có thể lấy công chuộc tội và sống thêm vài năm. Nếu không, cho dù có ở đây hay là sống ở bên ngoài thì cũng chỉ là con đường chết. Ngươi hãy tự suy nghĩ cho kỹ đi. Tắc Khai, Tắc Khai. Được rồi, hãy đứng dậy hết. Mọi người đã cực khổ, màn kịch này diễn rất là hay. Sau này khi hoàng thượng ban thưởng, nhất định là không thể thiếu các người. Tạ ơn bác Phúc Tấn. Nè, ăn nhiều một chút, nàng ốm rồi. Tứ gia, ăn nhiều đi để mập lên. Đợi vài ngày nữa hoàng A Ma đến sân trang tránh nóng, ta sẽ đưa nàng đi nghỉ ngơi. Ừ, ăn đi. Tứ A Ca, Kim Chi. Ây da, không hay, không hay rồi. Cửu cửu, sao hốt quả như vậy? Tứ A Ca, những tên thích khách hành thích hoàng thượng vài ngày trước đều đã khai hết đó. Nói chuyện này là do ngài đồng tình cho Thập Tam A Ca làm. À, trời đất ơi, vậy phải làm sao? Ây da, Tứ gia, đại nạn đã tới đầu, sao còn ăn được chứ? Hãy mau nghĩ cách đi. Thanh giả tự thanh, ta không làm chuyện này, không cần phải sợ cái gì hết. Tứ gia, là thiếp đã giao lệnh bài cho Thập Tam A Ca. Ơi, lúc đó thiếp không biết mọi chuyện lại thành như vậy. Nè, chuyện đã như vậy, trách cũng vô dụng. Cái nên tới cuối cùng đã tới. Ăn cơm. Nè, cậu cũng ăn đi. Nè. Ê, cô đang làm gì vậy? Sắc thuốc. Sắc thuốc? Thuốc ở đâu ra? Thuộc hạ của ông giúp tôi mua đó. Thật không ngờ có người phụ nữ như cô cũng có rất nhiều thủ đoạn. Trên có A-ca, dưới có thủ hạ, ai cũng nghe lời cô hết. Tôi nói mà, đừng có nghĩ mọi người ai cũng xấu như vậy. Vì tôi nói có lý cho nên thuộc hạ của ông mới nghe lời của tôi. Được rồi, nhân lúc còn nóng hãy uống mau đi. Cô làm gì đây? Đây là thuốc, uống.
Nhưng chứng vật chứng có đủ hết rồi, con còn gì để nói? Nhi thần không gì để nói. Dận chân à dận chân, trẫm luôn cho rằng tính khí con thất thường, vui buồn khó đoán. Thế là không ngờ con lại to gan như vậy, định giết trẫm để đoạt vị. Nhi thần không có. Con còn dám xảo biện? Nhi thần không có. Vậy thì theo con, trẫm nên giải quyết thế nào? Tin con hay là tin bằng chứng? Nếu Nhi thần là Hoàng A Ma, có thể giết lầm cả trăm, không bỏ sót một người. Con, Nhi thần bái biệt Hoàng A Ma, xin Hoàng A Ma ban chết. Hoàng thượng, thập tam ma ca cầu kiến. Nó tới cầu xin cho con đó. Tình cảm của đệ như vậy, con lại không biết quý trọng bản thân, bất buộc phải làm ra những chuyện như vậy. Truyền. Dạ. Truyền thập tam ma ca vào điện. Thần nhi tham kiến Hoàng A Ma. Cùng tới đây cầu xin cho Tứ A Ca. Không, thần nhi tới để nhận tội. Chuyện ám sát trên đường đi bái tế là do thần nhi làm ra, Tứ A Ca không hề biết chuyện này. Là con. Tại sao? Thần nhi thấy Hoàng A Ma sủng ái lương phi nương nương, coi trọng bác A Ca, cho nên thần nhi thấy không phục, như vậy đã hồ đồ. Một câu nói hồ đồ của con có thể xóa tội khi quân hay sao? Đúng là con trai tốt của trận. Thần nhi không hề có ý này. Thần nhi chỉ muốn nhắc nhở Hoàng A Ma, để Hoàng A Ma biết được ai mới là người có thể đảm nhiệm trọng trách. Nếu mà nói như vậy thì con đã trở thành công thần, trẫm nên thưởng gì cho con đây? Từ khi trẫm đăng cơ tới nay, một lòng yêu dân, khoan hồng độ lượng, không ngờ những đứa con trai của mình không có đứa nào ra gì hết. Ông trời, liệt tổ liệt tông, chuyện này là tại sao? Tại sao chứ? Hoàng A Ma, xin A Ma nể tình thập tam đệ còn non dậy, xin cho thập tam đệ một cơ hội để sửa đổi bản thân. Nhi thần tình nguyện chịu phạt thay. Tất cả sai, chính là sai, không cần phải nhận lỗi thay đệ. Xin Hoàng A Ma hãy ban cái chết cho thần nhi. Hoàng A Ma, Hoàng A Ma. Con nghĩ rằng cái chết có thể xóa bỏ hết tội nghiệp của mình sao? Con chết đi cả trăm lần, nhưng mà những người còn sống đều phải đau lòng rơi nước mắt vì con. Tại sao trẫm phải để cho mình phải đau khổ như vậy? Lý Đức Toàn. Có nô tài. Truyền lệnh của trẫm, thập A Ca dẫn tường mưu đồ bất chính, tội đáng chết. Nể tình non dại, ngạt nương mất sớm, giữ lại cái mạng này. Kể từ hôm nay hãy mau giam vào tông nhân phổ để cả đời không được ra ngoài. Dạ. Thần nhi, tạ chủ Long An. Thập tam đệ, thập tam đệ. Hoàng A Ma. Dừng chân. Con cho rằng trẫm giải quyết như vậy có được không? Nhi thần không dám phát ngôn bừa bãi. Cả đời của trẫm không thể quyết định, cho nên trẫm phải luôn đau khổ như có lẽ là một bậc đế vương, con là người thích hợp hơn. Tham kiến bác Phúc Tấn. Bác Phúc Tấn, lệnh bài của người. Ta quy tắc ở trong cung, nhận bài chứ không nhận người. Nếu như không có lệnh bài, bị chứ không thể để Phúc Tấn vào. Cứ mong bác Phúc Tấn thông cảm. À, là như vậy. Lệnh bài của ta ở chỗ Ngân Hương Cát Cát. Phiền người thông báo giùm ta, nói Cát Cát ra gặp ta một chút. Dạ. Hả? Mình muốn uống trà cùng với bác tổ mà, sao lại xuất hiện một bác tổ nữa vậy? Những gì đệ nói là thật,
Đúng như vậy. Mình không thể để Tình Xuyên xuất hiện được, nếu không mình sẽ mất hết tất cả. Tại sao trên đời này lại có người giống hệt khuôn mặt của ta được chứ? Liệu có phải là có âm mưu gì? Cái đó thì Tân Đệ không biết. Chi bằng chúng ta hãy đi coi sao, lỡ như có âm mưu gì đó cũng có thể giải quyết tận gốc, để tránh kinh động tới Hoàng A Ma sẽ không có lợi gì cho bác Aka và ta. Để thế sao? Bác tổ nói có lý, để dẫn tổ đi. Tình Xuyên à, sao cô lại đứng ngoài cổng mà không vào cung? Tạm thời không nói chuyện này, tôi có món đồ rất quan trọng cần phải đưa cho cô. Đây là cái gì? Là vật luôn ở bên cạnh Thập Tam Aka. Quỳnh ấy nói là có lỗi với cô, mong là kiếp sau có thể bù đắp cho cô. Cái tên khốn nạn này đã coi thường ta, còn lấy cái thứ này tới chế nhạo ta. Sao hắn không tự mình tới? Nếu như hắn tới, ta sẽ đánh cho hắn chết luôn. Không phải Quỳnh ấy không tới, mà không thể tới được. Cô biết rõ chuyện hoàng thượng bị hành thích chứ? Liên quan gì tới hắn? Tôi không biết. Quỳnh ấy nói là muốn đi nhận tội. Nhận tội? Ừ. Nhưng đó là tội chết. Tóm lại tôi có thể thấy, lúc Quỳnh ấy giao cái này cho tôi, Quỳnh ấy rất là thật lòng. Không được, không được. Ta không thể để cho hắn chết. Hắn nợ ta rất nhiều. Nếu hắn chết ta cũng phải theo. Ta không thể để hắn chết. Ê, Ngưng Ngưng ca ca. Ê, bác Phúc Tấn, người không thể vào. Người đừng làm khó tiểu nhân. Nếu như người không có lệnh bài thì thật sự không thể vào. Ờ, bác Phúc Tấn. Thật là. Bác tổ ca kìa, chính là cô ta. Sao lại có tới hai bác Phúc Tấn? Yêu nữ to gan, dám cả gan mạo danh của ta. Người đâu? Mau bắt cô ta lại. Buông tôi ra, tôi mới là Tình Xuyên. Hãy buông tôi ra mau. Yêu nữ to gan, còn dám ăn nói lung tung, đúng là đáng chết mà. Mau giải cô ta xuống, đợi giờ xử chém. Dạ, đi. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Đi mau. Tôi mới là Tình Xuyên nè. Hãy buông tôi ra. Buông ra. Đây là cái gì? Lời xin lỗi của ta. Sự trong trắng của ta chỉ như vậy thôi. Ngươi coi ta là cái gì? Đây là vật kỷ niệm mà ngạc nương để lại. Đối với ta nó rất đáng quý. Ngoài nó ra, ta không có gì hết. Sai. Ngươi còn cả đời này nữa. Cuộc đời của ta, cuộc đời của ta được chuẩn bị chôn vùi trong màn đêm đen tối. Ngươi nói như vậy ta sẽ tha cho ngươi sao? Vậy cô còn muốn thế nào? Phải nhớ là đã làm gì với ta. Ta sẽ bắt ngươi trả. Đèn. Lúc còn nhỏ, Ngạc nương hay theo khăn trong phòng. Ta luôn ở bên cạnh thắp đèn cho mẹ. Mỗi lần ta thắp đèn thì đều cháy rất sáng, khiến cả căn phòng bừng sáng lên. Sau này ta cũng sẽ ở bên cạnh thắp đèn cho ngươi. Cho dù ở trong bóng tối, ngươi cũng đừng hòng thoát. Sao cô phải khổ như vậy chứ? Đây không phải là khổ. Không được gặp nhau mới là khổ. Nếu như có thể ở bên cạnh nhau thì cho dù ở đâu
cũng thấy ngọt ngào. Thời gian nó không còn sớm, mau đi thôi. Từ sau khi Bác Ca thành thân, đã lâu không uống rượu chung với các đệ. Hơi, Bác Ca đang tập trung mà. Đệ không biết, một ngày huynh ấy phải giải quyết biết bao nhiêu công văn. Xem ra, để Bác Ca thành thân là đúng. Huynh coi, để nương tử quản còn hiệu quả gấp mấy lần sư phụ. Cửu ca, trước kia huynh còn nói Bác Tổ là thất tinh, sẽ làm hư đại sự của Bác Ca. Thế nào, bây giờ chắc thay đổi rồi chứ? Mỗi thời một khác, lúc đó ta còn chưa có hiểu được Bác Tổ. Nhưng bây giờ, ta và Bác Tổ rất là thân thiết. Hả? Cũng giống như hôm nay, ta còn giúp Bác Tổ giải quyết một chuyện vô cùng rất lớn. Chuyện gì? Bác ca, huynh có biết không? Hôm nay có một cô gái trông giống hệt như là Bác Tổ định lén vào trong cung hãm hại mọi người, và kết quả bị đệ phát hiện được. Giống hệt nhau? Gần như là không thể phân biệt được đó. Giờ cô đang ở đâu? Bác Tổ nói sự xuất hiện cô ta sẽ dẫn tới những phiền phức không cần thiết, cho nên sai người của tông nhân phủ đưa cô ta tới chỗ đốt lửa xử chém rồi. Cái gì? Nè nè, Bác ca đi đâu vậy? Đây, đây. Muốn tôi ra? Muốn tôi ra? Muốn tôi ra mà? Quỳ xuống. Muốn tôi ra? Tôi mới đúng là tình xuyên thật. Tôi là tình xuyên thật mà. Cô nương, đừng có la nữa. Nếu như có quan tình gì thì nói với Diêm Dương nha. Thật không ngờ tôi lại có kết cục như ngày hôm nay. Đúng là giống hệt. Các người hãy nói, các người có bằng chứng gì chứng minh mình chính là Tình Xuyên? Thần thiếp hầu hạ Bác A Ca cũng đã một thời gian rồi, vậy nên thần thiếp muốn hỏi vị cô nương này, cô có biết trên người Bác A Ca có đặc điểm gì? Nè, trước đêm tân hôn tôi đã bị cô bắt đi rồi, làm sao tôi biết được chứ? Đúng là giảo biện. Cô Ngạc nương, chắc chắn người vừa nhìn thấy có thể nhận ra ai mới là Tình Xuyên thật sự. Lương phi nương nương, con có vài lời muốn nói với người. Mau qua đây. Chúng ta cùng tới từ thế kỷ 21. Ngạc nương, con cũng có vài lời muốn nói với người.